Thế thì để mà làm chủ ánh sáng ấy thì chúng ta rất đơn giản, đó là gì ạ? Đưa vào Google dịch những cái gì ạ? Những cái thứ mình suy nghĩ, sau đó là gì ạ? Nó cho mình một cái câu lệnh, một cái câu mô tả bằng tiếng Anh thì mình sẽ đưa vào Midjourney. Đây. Thì mình chỉ nói là đơn giản là gì ạ? Ảnh chân dung một người phụ nữ với ánh sáng mặt trời tự nhiên, tươi sáng và các đặc điểm trong khuôn mặt rõ ràng bằng ống kính 35 mm. Anh chị em này, ở đây là gì ạ? Là một câu mô tả không hề có một dấu phẩy nào. Tức là gì ạ? Là hoàn toàn là một ngôn ngữ tự nhiên. Được chưa ạ? Đấy, không phải là các cái từ khóa dành cho Midjourney. Nhưng mà sao ạ? Nó ra được một cái câu tiếng Anh như này. A photo portrait of woman with bright natural sunlight and clear facial filter using 35 mm. Đấy, thì cái ống kính 35 mm lấy đâu ạ? Ui, mình lấy bừa trên mạng ấy mà. Được chưa ạ? Đấy, ở đây Huy chia sẻ anh chị em đó là gì ạ? Đó là chúng ta không cần phải hiểu về nhiếp ảnh. Ở đây là mình dạy, mình hướng tới những người rất bình thường. Chứ còn bây giờ nếu mà để mà dạy anh chị em là ống kính 35 mm là gì, ống kính là 80 là gì thì đau đầu lắm, anh chị em sẽ không thể nào mà nhớ được hết. Đúng không ạ? Cho nên ở đây ấy, là có những thứ có thể là mình hiểu, mình không hiểu. Nhưng mà gì ạ? Mình cứ mặc định nó là gì ạ? Là ok, là mình sử dụng, mình ra kết quả thế là được nhá. Bởi vì nó có quá nhiều, riêng về nhiếp ảnh thôi nó có quá nhiều thứ để nói, đúng không ạ? Tiêu cự này, rồi ống kính này, rồi là màn chập này, rồi tốc độ này, rồi cân bằng trắng này, nhiều vô cùng luôn. Nói chung là hôm nay thì không phải là buổi dạy về nhiếp ảnh, chỉ dạy về ánh sáng. Cho nên những cái không liên quan đến ánh sáng thì thôi chúng ta cứ chấp nhận được, ok không ạ? Nhá. Rồi. Thì ở đây cái huy bôi đen ở đây đấy là gì ạ? Ánh sáng mặt trời tự nhiên. Đây này. Được chưa ạ? Ánh sáng mặt trời tự nhiên. Đây là cái điểm mà chúng ta cần nhấn vào. Được không ạ? Ánh sáng mặt trời tự nhiên thì nó ra cho chúng ta một cái bức ảnh như này. Đấy, một chân dung một người phụ nữ với ánh sáng mặt trời tự nhiên. Được chưa ạ? Trông cũng rất là gì ạ? Nghệ thuật đúng không ạ? Rất đẹp. Rồi. Tiếp theo thì mình mô tả một cái đó là ảnh chân dung một người phụ nữ trong ánh sáng tối mờ. Mình chưa biết nó ra sao, đúng không ạ? Vẫn là ống kính 35 mm thì thấy trên mạng nó ghi ống kính 35, mình cũng đưa vào thôi, cũng cũng không hiểu đâu, cũng không cần hiểu đâu anh chị em nhá, không cần hiểu. Rồi. Thì nó ra một câu này, photo portrait of a woman in dim dark lighting. Ánh sáng tối và mờ, dim là mờ, dark là tối, lighting là ánh sáng. Đơn giản đấy thôi anh chị em. Cái dễ nhất của chúng ta đấy là gì ạ? Là nghĩ làm sao đưa vào Google dịch như vậy. Thế là xong. Chụp bằng ống kính này. Source with a 35 mm lens. Đấy, nó dịch ra cho mình. Đây là một câu nói hoàn toàn là gì ạ? Google dịch là xong. Anh chị em nhé, không có gì là kinh khủng đâu. Không có gì là đặc biệt đâu. Không có gì ghê gớm cả. Nhưng mà sao ạ? Kết quả thì sao ạ? Cũng rất là ấn tượng đúng không ạ? Đấy, kết quả rất ấn tượng. Mình rất hài lòng với bức ảnh này. Rồi. Tiếp theo là gì ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta có thể thêm màu sắc và họa tiết vào ảnh chân dung sẽ tạo ra những cái bức ảnh ấn tượng hơn. Đấy. Đặc biệt các nhiếp ảnh gia thì rất hay sử dụng ánh sáng đỏ và xanh. Bởi vì sao ạ? Cái ánh sáng này nó tạo sự tương phản rất mạnh. Đó ạ. Nó phân tách các cái đối tượng ra thành hai phần rất là rõ ràng và nó tạo ra một cái hiệu ứng. Cái quan trọng nhất nó tạo ra cái hiệu ứng ngược sáng và ánh sáng điểm, nó làm cho gì ạ? Cho cái bức ảnh rất là ấn tượng, đúng không ạ? Rồi. Ở đây thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng một cái ngôn ngữ rất là tự nhiên thôi. Đó là gì ạ? Ảnh chân dung một người phụ nữ đang quay về phía trước, đúng không ạ? Với ánh sáng xanh và đỏ ở độ bão hòa cao. Đấy chứ ạ? Độ bão hòa cao tức là gì ạ? Là cái mức độ là gì ạ? Là hòa hợp với nhau ấy. Được chưa ạ? Như vậy nó cho ra một cái gì ạ? Cái câu tiếng Anh như sau. Đó là gì ạ? A photo portrait of a woman turning forward with blue and red lighting and high saturation. Được chưa ạ? Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái này này. Kể cả mình bỏ cái phần bão hòa phía sau đi cũng được anh chị em nhé. Bỏ cái phần là phụ nữ quay về phía trước, tức là quay về phía trước mình bỏ đi cũng được anh chị em nhé, đúng không ạ? Mình chỉ cần là gì ạ? Cái đoạn này đến đây là được rồi. Đấy, đến đây là được rồi.
Được chưa ạ? Huy sẽ thử cho anh chị em xem luôn nhé. Rồi. Đây. Mình bỏ cả cái phần này đi. Tức là gì ạ? A photo portrait of a woman with blue and red lighting. Chỉ cần mỗi thế này thôi là đủ rồi anh chị em nhé. Đấy. Đúng không ạ? Rồi. Và nó cũng ra được một cái bức ảnh làm sao ạ? Khá là ấn tượng đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy bức ảnh này khá là ấn tượng thì comment xuống là gì ạ? Là ấn tượng đúng không ạ? Rất đơn giản nhé. Câu lệnh cực kỳ đơn giản. Đúng không ạ? Có điều là mình có thể nghĩ ra hoặc chưa nghĩ ra trước đây thôi. Đúng chưa ạ? Nhưng vấn đề ở đây đó là không phải là kỹ thuật. Mình không cần kỹ thuật quá cao siêu. Nhưng vẫn tạo ra được những bức ảnh ấn tượng. Nào, anh chị em thấy bức ảnh như này ra sao ạ? Thấy cảm nhận bức ảnh như này như nào ạ? Có nhìn thấy bức ảnh không? Hello. Ok không ạ? Rồi. Đó. Rồi. Đợi một chút. Rồi. Một bức ảnh đen trắng. À, anh chị em thấy cái bức ảnh này là bức ảnh Huy làm ảnh bìa đây này. Đấy. Đấy, bức ảnh này Huy làm ảnh bìa cho cái cuốn sách của mình luôn này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Nhá. Bức ảnh này Huy làm ảnh bìa cho cuốn sách luôn này. Đấy, vì nó rất là ấn tượng và nó nộp tả được cái việc mà sử dụng ánh sáng một cách chuyên nghiệp. Đó, một cách chuyên nghiệp. Mình không phải dân chuyên nghiệp nhưng mà mình có thể sử dụng ánh sáng như dân chuyên nghiệp. Đúng không ạ? Rồi. Đây là một bức ảnh về đen trắng, một bức ảnh đen trắng chân dung của một người mẫu nam ở trên đường phố với ánh sáng ở phía sau. Anh chị em đặc biệt này, khi mà ngày xưa là Huy đi chụp ảnh, chụp đặc biệt là chụp ảnh cưới ấy, là cái đồng chí chụp ảnh ấy, bao giờ có một cái đèn pha nó đứng ở phía sau nó rọi, và khi mà nó rọi lên ấy, mà cái bức ảnh chụp lên ấy, anh chị em thấy ấy, bao giờ nó có một cái ánh sáng viền này này. Đấy, có cái ánh sáng viền này này, nó rất là đẹp luôn, và nó tách cái người ra khỏi cái gì ạ, cái background rất là gì ạ, rất là mượt. Đấy, đúng không ạ? Anh chị em thấy không? Đó. Chỉ đơn giản là mình mô tả một cái câu lệnh thôi ạ. Gì ạ? Một bức ảnh đen trắng chân dung một người mẫu nam trên đường phố với ánh sáng phía sau. Chỉ đơn giản là gì ạ? Line behind. Ở đây nhá, không phải là ngôn ngữ nhiếp ảnh. Đấy nhỉ? Đây là ngôn ngữ tự nhiên. Ok không ạ? Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Còn black or white hay là màu không quan trọng. Tức là cái vụ màu hay không hay đen trắng không quan trọng anh chị em nhé. Vẫn quan trọng nhất đấy là ánh sáng ở phía sau. Line behind. Đấy ạ. Ngôn ngữ nhiếp ảnh thì nó sẽ là cái từ khóa nó là khác nhé. Từ khóa mà ngôn ngữ nhiếp ảnh nó sẽ khác. Nhưng ở đây Huy đang hướng dẫn anh chị em là gì ạ? Không cần biết là ngôn ngữ nhiếp ảnh là gì. Chúng ta chỉ cần mô tả đúng thứ chúng ta cần. Đấy ạ. Ánh sáng ở phía sau. Đấy ạ. Khi mà ánh sáng phía sau chiếu vào ấy, thì nó sẽ tạo ra cái đường nét, tạo ra cái đường viền. Rất là gì ạ? Rất là đẹp luôn. Ok không ạ? Rồi. Rồi. Đây, anh chị em thấy không ạ? Cái câu lệnh của Huy nó chỉ là gì ạ? Một người phụ nữ, chân dung người phụ nữ với ánh sáng gì ạ? Đỏ và xanh. Và chúng ta đã tạo ra được gì ạ? Đấy, anh chị em có nhìn thấy cái bức ảnh không ạ? Đấy. Chúng ta cũng tạo ra được bức ảnh làm sao ạ? Cực kỳ ấn tượng. Nào, anh chị em nhìn thấy bức ảnh này có ấn tượng không ạ? Bức ảnh bên phải này. Anh chị em thấy có ấn tượng không ạ? Có đẹp không ạ? Đấy. Nó có mang tính chất nghệ thuật và mang tính chất nhiếp ảnh ở trong này không ạ? Đấy. Đúng không? Đấy. Đấy. Thì đó là gì ạ? Đó là cái cách để mà chúng ta tạo ra những cái bức ảnh với ánh sáng khác nhau. Nào. Bao nhiêu anh chị em thấy là gì ạ? À, ánh sáng là vô cùng quan trọng và nếu mà mình làm chủ được ánh sáng thì thực sự là rất tuyệt vời ạ. Bao nhiêu anh chị em muốn tiếp tục ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn tiếp tục? Rồi, tiếp nhá. Ok. Ở đây ấy, thì chúng ta lại thưởng thức một cái gọi là phong cách khác. Một phong cách là một bức ảnh rất sáng. Một bức ảnh rất sáng về người mẫu với ánh sáng ấn tượng và nền trắng. À, một bức ảnh rất sáng như này. Đấy nhỉ? Thì làm sao ạ? Bình thường nó có thể gây ra lóe, gây ra chói, đúng chưa ạ? Đấy. Tuy nhiên nếu mà biết cách sử dụng một cách hợp lý cái ống kính
thì nó có thể tạo ra một cái bức chân dung cực kỳ là ấn tượng, và ánh sáng nó sẽ rất đặc biệt, nó sẽ làm lóa đi cái vật thể này, nó làm lóa đi vật thể này, được chưa ạ? Nó làm vật thể nó không được rõ ràng, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó lại tạo ra một cái hiệu ứng ánh sáng rất là độc đáo, được chưa ạ? Và đây cũng là một cái kỹ thuật, gọi là kỹ thuật phơi sáng ở trong nhiếp ảnh. Đó. Tuy nhiên thì ở đây thì mình không dùng ngôn ngữ nhiếp ảnh, mà mình chỉ ghi là gì ạ? Ánh sáng ấn tượng là gì ạ? Dramatic lighting. Thế thì khi mà dùng cái từ dramatic lighting này thì điều gì sẽ xảy ra? À, xin thưa với anh chị em, đó là gì ạ? Là Midjourney nó sẽ làm cho mình ấn tượng, nó gọi là gì ạ? Surprise me ấy, tức là làm cho mình ngạc nhiên. Được chưa ạ? Tức là ở đây ấy, là nó không có một một cái ánh sáng cố định nào cả, không phải là góc chụp cố định hay là không một cái ánh sáng cố định, mà nó sẽ tạo ra một cái gì ạ? Một cái sự sáng tạo riêng của Midjourney. Nhưng cái quan trọng nhất đó là gì ạ? Nó mang cái tính gì ạ? Ấn tượng này, mang tính kịch tính này, mang tính hơi phim ảnh một chút, được chưa ạ? Rồi, ok nha. Tiếp theo là một bức ảnh có độ sáng, có độ tương phản cao. À, cái độ tương phản là gì ạ? Là giữa cái độ sáng tối này, được ạ? Cái độ sáng tối và các cái bố cục nó rõ ràng thì là cái độ tương phản nó càng cao, thì các cái mảng sáng tối nó càng càng rõ, được chưa ạ? Đấy, còn một người mẫu nam trên phố, nó chỉ đơn giản thế thôi. Ánh sáng, ánh rất sáng, bức ảnh rất sáng, có độ tương phản cao. Đấy, high contrast, very bright. Đó, được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Cũng là ảnh rất sáng nhé. Trên này cũng là ảnh rất sáng này, very bright này. Ở dưới này very bright này. Nhưng mà gì ạ? Nó có thêm một cái độ tương phản cao, thì lập tức nó phải đưa vào đấy những cái mảng gì ạ? Cái mảng tối. Bởi vì khi mà có độ tương phản cao ấy, thì tức là gì ạ? Là nó sẽ có phải có mảng tối, được chưa ạ? Mảng sáng, mảng tối. Thì khi đó là sao ạ? Thì cái bức ảnh nó mới có cái sự tương phản. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo đó là chúng ta sử dụng cái ánh sáng điện ảnh, tức là cinematic lighting, và chiếu sáng tổng thể global illumination, đấy ạ, làm tăng cái lượng chất lượng phim ảnh trong khi vẫn giữ được ánh sáng tự nhiên. Đây là một gì ạ? Một bức chân dung của một ông già ở bên ngoài, tức là ngoài trời ấy, với ánh sáng điện ảnh. Đó, tức là vẫn sử dụng ánh sáng tự nhiên nhé. Giống như cái bức ảnh đầu tiên ấy là natural lighting ấy, tức là ánh sáng tự nhiên, được chưa ạ? Nhưng ở đây chúng ta đưa thêm vào cái gọi là ánh sáng điện ảnh, làm cho nó giống với cái gì ạ? Giống với những cái ảnh chụp bởi những cái máy ảnh chuyên nghiệp, giống như là trong những cái bộ phim ấy, được chưa ạ? Đấy. Rồi. Và các đặc điểm khuôn mặt rõ ràng. Đấy. Thì khi mà chúng ta thêm cái đặc điểm khuôn mặt rõ ràng này thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó thêm rất nhiều những cái chi tiết, đấy ạ, thêm rất nhiều những cái chi tiết cho cái người đàn ông này, đấy. Rồi, và bao gồm chiếu sáng tổng thể, bao gồm chiếu sáng tổng thể, tức là gì ạ? Nó ngoài cái việc mà ánh sáng điện ảnh nó tạo ra cái góc góc sáng với ánh sáng tự nhiên, ở ngoài trời thì bao giờ thì ánh sáng tự nhiên thì nó sẽ chiếu ở một góc, nhưng ánh sáng tổng thể thì nó lại gì ạ? Nó lại chiếu đều, chiếu đều, được chưa ạ? Như vậy nó vừa đều mà vừa có ánh sáng chiếu góc. Đó. Được chưa ạ? Đó. Thì nó tạo ra những cái bức ảnh rất là tự nhiên, rất là thật. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta có thể hiểu thêm về ánh sáng chiếu cảnh quan. Đấy. Thì một số cái ví dụ như sau. Đây là bức ảnh đầy màu sắc chụp ảnh ánh sáng tự nhiên của một ngôi nhà ở làng Tuscany thời trung cổ. Đấy, tuyệt đẹp với con đường dải sỏi, sử dụng ánh sáng tự nhiên. Thì cái bức ảnh này là Huy copy ở trên mạng. Đấy, tức là Huy Huy lấy ở trên mạng, đấy ạ. Cho nên là gì ạ? Nó có cái từ Tuscany này, đấy ạ. Nhưng quan trọng nhất đó là gì ạ? Là ánh sáng đầy màu sắc này và ánh sáng tự nhiên này, đấy ạ. Ánh sáng đầy màu sắc đó là colorful photo. Thì ngay lập tức trong bức ảnh đó nó điền vào cho mình rất nhiều màu sắc khác nhau, được chưa ạ? Tiếp theo nữa là gì ạ? Natural lighting, tức là ánh sáng tự nhiên, được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng những cái từ khóa này
vào trong các cái bức ảnh của mình. Chúng ta có thể mô tả đường phố Sài Gòn, đường phố Hà Nội với ánh sáng tự nhiên, hoặc là gì ạ, một con góc nhỏ Hà Nội với ánh sáng gì ạ, với nhiều màu sắc đó, ví dụ như vậy. Rồi tiếp tục với cái chủ đề gọi là ánh sáng cảnh quan, thì ở đây thì chúng ta có một cái bức ảnh với mây và mưa đó, một bức ảnh có mây và có mưa. Đấy. Và đen trắng. Đấy. Thì với một bức ảnh mà gì ạ? Đen trắng. Đấy, black and white, cloudy and rainy. Đấy, thì làm sao ạ? Nó lại cho chúng ta những cái hiệu ứng rất là gì ạ? Đặc biệt. À, mình cảm thấy là cái không khí nó hơi ẩm ẩm một tí và đường bắt đầu là gì ạ? Hơi ướt ướt một chút. Đấy nhỉ? Đấy, nó lại ra hiệu ứng rất là khác. Rồi. Tiếp tục, vẫn là cái cái ngôi làng này, nhưng mà gì ạ, nhưng mà ở đây là ánh nắng rực rỡ, được chưa ạ? Đấy, bright sunlight. Đấy, thì như vậy là gì ạ, a photo with bright sunlight. Đấy, còn đoạn sau này mình đưa cái gì vào cũng được, mình đưa vào một gì ạ? Một cô gái xinh đẹp cũng được, mình đưa vào một con phố cũng được, mình đưa vào một ngôi nhà cũng được, được chưa? Mình đưa vào một khu rừng cũng được, mình đưa vào một gì ạ, một cái tòa lâu đài cũng được, mình đưa vào một ngọn núi cũng được, được chưa ạ? Mình đưa vào bất kể cái vật thể gì. Đấy, cái quan trọng nhất của mình đó là gì ạ, là ánh sáng mặt trời rực rỡ, được chưa ạ? Thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái góc chụp rất là hay. Rồi, thêm vào nữa ở đây đó là chúng ta sử dụng cái ánh sáng tia, là volumetric lighting, được chưa ạ? Volumetric lighting là cái ánh sáng mà nó tạo ra những cái tia này này. Đấy, nó tạo ra những cái tia này này, từ những cái ngọn đèn hoặc từ những cái ánh sáng nến, hoặc là ánh sáng đèn pin, tất cả những ánh sáng mà tạo ra những cái tia này thì nó đều gọi là volumetric lighting. Đấy chưa ạ? Thì những cái tia này nó tạo ra cái hiệu ứng khá là đặc biệt. Đấy, khá là độc đáo. Được chưa ạ? Đấy, và tự động là Midjourney nó hiểu và nó gì ạ? Nó đưa về một cái trạng thái buổi tối để tạo ra được cái ánh sáng tia như này, rất là gì ạ? Nghệ thuật, được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái ánh sáng chiếu sáng tổng hợp phù hợp với bố cục mà để mà nắm bắt được cái tâm trạng của cái bức ảnh, được chưa ạ? Đó. Thì đây là bức ảnh đen trắng một cậu bé đang chơi bóng rổ với ánh sáng mặt trời. Nào, ánh sáng mặt trời, bright sunlight, giống như thằng trên này, giống như thằng trên này, bright sunlight trên này, tạo ra cái hình ảnh như này, nhưng nó lại gì ạ? Nó lại là đen trắng, được chưa ạ? Thì anh chị em thấy sao ạ? À, vẫn là ánh sáng mặt trời, nhưng để thể hiện ở cái góc độ là đen trắng, thì ngay lập tức làm sao ạ? Nó tạo ra một cái hiệu ứng trông rất là gì ạ? Rất là nghệ thuật, đúng không ạ? Trông rất là nghệ thuật luôn. Đấy, nó đẹp cách kỳ lạ luôn. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo đấy là gì ạ? À, một bức ảnh về ánh đèn sân khấu, tức là gì ạ? Spotlight. Đấy, spotlight, đèn sân khấu, chúng ta đưa spotlight vào. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Với đèn sân khấu thì chúng ta sẽ thấy những cái ánh sáng nó rất là gì ạ? Rực rỡ, rất là chói, rất là sáng. Được chưa ạ? Của một người chơi guitar trên sân khấu với ánh sáng ấn tượng. À, nếu mà chúng ta không có phần ánh sáng ấn tượng này thì spotlight này nó sẽ chiếu vào người đàn ông này. Được chưa? Nó sẽ chiếu thẳng vào người đàn ông. Nhưng khi mà chúng ta ghi là gì ạ? Dramatic lighting thì nó gì ạ? Nó lại đặt phía sau. Bởi vì sao ạ? Nó đặt phía sau, nó tạo ra cái sự ấn tượng riêng. Đấy, bởi vì cái sự ấn tượng bao giờ cũng thế, nó sẽ làm nổi bật cái chủ thể lên. Đấy. Và để làm nổi bật cái chủ thể thì một trong những cách đó là đặt ánh sáng ở phía sau. Được chưa ạ? Nó sẽ làm cho chủ thể rất là gì ạ? Nó khác so với bình thường thì nó gọi là ấn tượng. Được chưa ạ? Rồi. Đây là ánh sáng cùng người đàn ông đứng ở trước một chiếc ô tô thể thao ở trong con phố tối với ánh sáng ấn tượng và ánh sáng phản chiếu ở trên đường. Ừ. Ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là có một cái tức là dramatic lighting. Thì chúng ta biết là dramatic lighting thì bao giờ nó cũng có những cái ánh sáng viền như này,
được chưa ạ? Và tạo ra cái khối rất là đẹp, được chưa ạ? Thêm một cái nữa đấy là gì ạ? Light reflecting. Thì anh chị em thấy là cái con đường này nó sẽ có những cái ánh sáng nó phản chiếu từ con đường này. Như vậy con đường là nó phải gì ạ? Nó phải hơi ướt ướt một tí, được chưa ạ? Nó phải hơi ướt một chút thì nó mới phản phản xạ được ánh sáng, được chưa ạ? Và ánh sáng của cái đèn pha ô tô cũng là một trong những cái loại ánh sáng mà gì ạ? Mà được các cái giới nhiếp ảnh sử dụng rất là phổ biến, được chưa ạ? Tức là cái người đứng đứng trước cái ô tô và sau đó cái ô tô nó bật đèn pha lên đấy, và họ chụp cái người ở trước cái ô tô đó, được chưa ạ? Đấy. Rồi. Tiếp theo là một bức ảnh gì ạ? Một bức ảnh đầy màu sắc của hai con chim trên cây với ánh sáng mặt trời rực rỡ và những tia sáng. Đấy. Thì ở đây chúng ta là gì ạ? Có ánh sáng mặt trời rực rỡ rồi, nhưng nó có thêm cái này này, ray of light. Ray of light, tức là những cái tia sáng ấy. Thì chúng ta làm sao ạ? Thấy một cái bức ảnh làm sao ạ? Vô cùng ấn tượng đúng không ạ? Đấy, với những ánh sáng xuyên qua tàng cây đấy, và tạo ra những cái tia này đấy, rơi xuống rất là đặc biệt đúng không ạ? Và thông thường ấy, chúng ta chỉ nhìn thấy những tia sáng này khi nào ạ? Khi mà có những cái làn khói nó bay qua đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Trời buổi sáng sớm có những cái làn sương mù nó còn chưa tan hết. Chứ còn nếu mà gì ạ? Giữa mùa hè thì rất ít khi chúng ta có thể nhìn thấy những tia sáng này đúng không ạ? Hoặc là ở trong cái bóng tối, ở trong cái bóng tối, ở cái khu rừng hoặc là trong nhà đấy, và gì ạ, chỉ một vài cái tia sáng của mặt trời được gì ạ, được xuyên qua thôi, thì lúc đấy nó mới tạo ra tia. Chứ còn nếu mà cả một mảng sáng như này thì nó lại không tạo ra tia. Đó. Như vậy là chúng ta chỉ cần đưa ray of light vào một phát thôi thì cái bức ảnh nó trở nên gì ạ, long lanh và lung linh luôn, đúng không ạ? Ok nhé. Đấy. Rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Ánh sáng này quả thật là quá là kỳ diệu ạ. Bao nhiêu anh chị em thấy là nếu mà mình sử dụng được ánh sáng và mình làm chủ được ánh sáng thì mình có thể tạo ra vô cùng nhiều cái bức ảnh ấn tượng, độc đáo và sẽ rất là chuyên nghiệp ạ. Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn học tiếp tục ạ? Hay là thôi đến đây là đủ rồi? Muốn tiếp không ạ? Ok nha. Rồi. Muốn tiếp thì phải con me mạnh vào nha. Chứ không là buổi sáng này Huy biết là rất nhiều anh chị em bận công việc. Có khi là bật Zoom mà không nghe đâu, lại làm những việc khác. Huy hỏi có khi cũng không biết luôn. Thế thì rất là đáng buồn nếu anh chị em ngồi trong Zoom mà chúng ta lại không nghe được hoặc là không nhận được cái giá trị thì nó sẽ không hay. Ok không ạ? Rồi. Thế thì một số cái liên quan về ánh sáng và bố cục ở trong một cái bức ảnh, bởi vì ở đây là chúng ta vẽ tranh, được chưa ạ? Vẽ tranh hay là gì ạ? Chụp ảnh thì nó có những cái nguyên tắc chung, ok không ạ? Và việc của chúng ta đó là chúng ta phải nắm bắt được một số cái nguyên tắc trong cái việc chụp ảnh và vẽ tranh thì chúng ta sẽ biết được là bức tranh của chúng ta như thế nào là đẹp, mà như thế nào thì ấn tượng, như thế nào thì tốt, và bắt đầu chúng ta sẽ có những cái tư duy, có những cái từ khóa để mà chúng ta gì ạ, dễ dàng hơn trong việc mà đưa vào trong cái bức ảnh của mình nhé. Thì trong cái bộ môn nhiếp ảnh ấy, thì ánh sáng giúp chúng ta ghi nhận những cái vật, cảnh vật xung quanh. Đấy, và nếu mà chúng ta chụp hình mà hoặc là chiếu phim mà không có cái gì ạ, không có ánh sáng thì chúng ta biết rồi, nó gì ạ, nó rất chán đúng không ạ? Đó. Rồi, thứ nhất chúng ta phải biết về cái nguồn sáng. À, để mà chúng ta chụp ảnh thì chúng ta phải biết nguồn sáng. Cái nguồn sáng nó là ở đâu, được không ạ? Cái nguồn sáng là nguồn sáng thiên nhiên ở mặt trời hay là nguồn sáng nhân tạo? Thì có hai nguồn sáng chính thôi anh em ạ. Một là nguồn sáng thiên nhiên, mà nguồn sáng thiên nhiên thì đa số từ mặt trời hoặc gì ạ, hoặc mặt trăng, đúng không ạ? Hoặc các vì sao, đúng chưa? Anh chị em đã thử chụp ảnh với ánh sáng của các vì sao chưa? Ok không ạ? Thử dùng một cái câu lệnh là gì ạ? Ảnh được chiếu sáng bởi ánh sáng từ các cái vì sao chưa? Rất thú vị. Rồi ánh sáng từ mặt trăng,
ánh sáng từ mặt trời, nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng và bức ảnh khác nhau hoàn toàn. Được chưa? Rồi, chúng ta không thể điều khiển được thiên nhiên, tuy nhiên chúng ta có thể lựa chọn cái gì ạ? Cái thời điểm, không gian, tức là thời gian và không gian khác nhau. Ví dụ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, rồi dưới đám mây, rồi trong sương mù, dưới tàng cây, thì ngay lập tức chúng ta sẽ tạo ra những cái hiệu ứng khác nhau. Ok không anh chị em? Nha. Thế còn những cái này ấy, thì Huy nói rồi nha, Huy nói ngay đoạn đầu nha, đó là gì ạ? Chúng ta chuyển từ ngôn ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ tiếng Anh bằng Google dịch rất dễ, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta không có băn khoăn, không có khó khăn trong cái việc là không biết là dùng cái từ khóa nào. Ok không ạ? Mình chỉ cần tưởng tượng ra, mình chỉ cần biết cái nguyên tắc đó là gì ạ? Nếu như mà ánh sáng ở trong tùm trong tán cây, đúng không ạ? Và trong sương mù là chắc chắn khác nhau. Đúng không ạ? Ánh sáng buổi trưa và buổi tối là khác nhau. Đúng không ạ? Kể cả nhá, có rất nhiều người không phân biệt được ánh sáng là hoàng hôn hay là bình minh. Đúng chưa? Nhưng hoàn toàn chúng ta có thể là gì ạ? Có sự phân biệt được nếu mà chúng ta đi chi tiết. Đi ạ? Đấy, đi chi tiết về cái ánh sáng và cái buổi hoàng hôn ấy thì đôi khi ấy, nó hơi ảm đạm một chút. Đấy ạ? Và nó hơi có cái sắc màu xanh, sắc màu vàng và pha xanh. Đấy ạ? Còn ánh sáng mà bình minh ấy thì nó vàng và nó pha cam. Đấy, và nó gì ạ? Nó sẽ có một cái sự tươi mới, cái sự mát mẻ vào buổi sáng. Còn ánh sáng mà buổi chiều tối ấy, thì nó có hơi sự ảm đạm, hơi có sự buồn một chút. Đúng không ạ? Đấy, bình minh là cái gì đó gì ạ? Mới. Đấy, và khởi đầu mới làm cho người ta gì ạ? Cảm thấy hứng khởi. Nhưng mà hoàng hôn là cái gì đó làm cho người ta cảm giác là gì ạ? Chuẩn bị mất đi một ngày, chuẩn bị mặt trời lặn rồi. Nó có cái gì đó nuối tiếc trong bức ảnh. Đúng không ạ? Và cái này nó là ngôn ngữ điện ảnh thì nó hơi trừu tượng, nó hơi như gọi là khác một chút thôi. Nhưng nó về cảm xúc trong cái bức ảnh nó khác nhau. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Tiếp theo nữa là phân loại ánh sáng. Tiếp theo nữa là ánh sáng nhân tạo. Ánh sáng nhân tạo thì bây giờ nó có vô số nguồn anh chị ạ, nhiều nguồn lắm. Từ là đèn cầy này, đèn dầu này, đèn đường này, rồi đèn bàn này, rồi là đèn trần này, rồi đèn chùm này, rồi là dạ đèn pha này, rồi đèn led này, đèn nê ông này, đúng không ạ? Đèn dạ đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang này. Đúng không ạ? Rồi đèn pin này. Đúng chưa ạ? Rồi đèn flash, đèn bóng đèn sợi đốt này. Đấy. Rồi rất nhiều thể loại khác nhau. Rồi đèn led nó có nhiều loại đèn led khác nhau này. Đèn flash có nhiều loại đèn flash khác nhau này. Được chưa ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ cần biết là gì ạ? Chúng ta biết đến cái đèn nào thì chúng ta đưa cái đèn đấy vào. Được chưa ạ? Và một số cái đèn cơ bản như là Huy vừa mới chia sẻ với anh chị em đó thì chúng ta đưa vào bằng tiếng Việt, Google dịch nó sẽ làm phần còn lại nhá. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta phân loại ánh sáng. Thứ nhất là nguồn sáng rồi. Thứ hai là ánh sáng. Anh chị em vẫn đang xem được màn hình của Huy chứ? Có, em vẫn thấy thầy đang xem màn hình. Anh xem màn hình cái phần này. Có thấy không? Phần quyển sách ấy ạ. Phần quyển sách này. Có. Có xem không? Có thấy không? Có. Ok nha. Rồi. Cái thứ hai là phân loại ánh sáng, đúng chưa? Thì thứ nhất là ánh sáng thẳng là direct line. Thì có những lúc ấy là mình cần phải có cái ánh sáng thẳng, ánh sáng trực diện. Đấy, ánh sáng thẳng mặt này. Đi từ thẳng từ nguồn sáng đến chủ thể rất mạnh và đổ bóng sắc cạnh, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là ánh sáng phân tán, nó là diffuse line. Tức là ánh sáng ấy là gì ạ? Nó sẽ bị che chắn bởi một cái vật gì đó. Ví dụ như là cái ánh sáng mà đèn ở trong studio ấy thì người ta sẽ gì ạ? Sẽ che bằng một cái tấm xuyên sáng để làm gì ạ? Để nó làm cho ánh sáng nó tản ra. Nó sẽ sáng đều hơn và nó không bị chói quá. Được chưa ạ? Rồi, ánh sáng đi qua những đám mây, qua sương, qua lớp vải. Đấy, và được phân tán đi nhiều hướng khác nhau. Đấy, ánh sáng này dịu hơn. Đấy, bóng đổ không còn sắc nét nữa. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó lại tạo ra được cái hình ảnh, nó lại rõ ràng và nó không bị gắt quá, nó không bị chói quá. Được chưa ạ? Và khi mà chúng ta sử dụng cái ánh sáng phân tán này thì nó sẽ ra những cái bức ảnh nó mang tính chất ánh sáng là gì ạ? Soft light,
tức là ánh sáng nó mềm hơn. Đấy ạ. Ở đây chúng ta có một cái định nghĩa thêm nữa, đấy là gì ạ? Ánh sáng mềm và ánh sáng cứng. Nhá. Ánh sáng mềm tức là gì ạ? Là nó đã bị phân tán đi và nó làm cho cái khuôn mặt hay là cái vật thể ấy, nó trông nó mượt mà hơn, nó chuyển hướng từ cái góc này sang góc kia nó mượt hơn. Còn ánh sáng cứng hoặc là ánh sáng direct light ấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chiếu thẳng và nó làm cho cái độ bóng rồi cái khuôn mặt nó góc cạnh hơn, hoặc là cái vật thể nó có những cái độ bóng nó mạnh hơn. Còn ánh sáng soft light nhiều khi chúng ta không nhìn thấy bóng luôn. Đấy chưa ạ? Nó để đặt bên này cái, đặt bên này cái, mình không nhìn thấy bóng luôn. Hai mặt, hai nửa mặt nó đều sáng này. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Rồi, một cái ánh sáng thứ ba nữa đó là ánh sáng phản chiếu. Ánh sáng phản chiếu là Pons light hay là reflect light. Đấy. Thì ánh sáng phản chiếu vào mặt phẳng rồi phản chiếu đến chủ đề. Đấy. Thì ánh sáng này ấy, thì nó sẽ tùy vào cái cấu tạo của mặt phẳng. Ánh sáng có thể mạnh, có thể yếu, có thể là gì ạ? Tạo hửng lên cái chủ thể, chủ đề đấy từ cái mặt phẳng phản chiếu. Ví dụ như là màu vàng kim loại đấy của tấm phản chiếu reflection làm cho da mặt người mẫu cảm giác ấm áp hơn. Đấy. Thế anh chị em khi mà thấy người ta đi chụp ảnh cưới thì bao giờ có một thằng cầm một cái tấm phản chiếu nó chạy bên này đúng không ạ? Có không ạ? Đấy, thì ánh sáng từ cái phản chiếu này ấy, nó nhẹ hơn cả cái ánh sáng mà gì ạ, ánh sáng phân tán, nó nhẹ hơn nhá, nhưng mà nó gì ạ, nó làm cho người mẫu làm sao ạ? Bớt đi những góc cạnh đấy ạ, bớt đi cái sự căng thẳng, bởi vì khi chụp ảnh một cái người ấy, mà có nhiều góc cạnh thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ, nó ấn tượng, nhưng mà cái cảm xúc của bức ảnh ấy nó sẽ mang tính chất là hơi gì ạ, hơi căng thẳng này, hơi cáu kỉnh, hơi gắt này, đấy chưa ạ. Đấy, còn mình muốn chụp một cái ảnh mà nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, nó mượt mà, nó mềm mại ấy, thì chúng ta làm thêm cái gì ạ? Cái ánh sáng phản chiếu nữa, đúng không ạ? Đó. Thì cái tấm phản chiếu đấy nó có thể là gì ạ? Nó làm bằng mạ bạc hoặc là mạ vàng đấy, để nó tạo ra cái phản chiếu nó cũng sẽ có cái ánh sáng nó sẽ khác nhau. Đó. Và những cái ánh sáng mang tính chất là ấm áp ấy thì nó sẽ nó hơi vàng một chút ấy, thì nó sẽ ấm áp hơn. Rồi, thì chút nữa Huy sẽ nói về cái nhiệt độ màu của ánh sáng, được chưa ạ? Rồi, cái thứ ba nữa, cái thứ nhất là gì ạ? Là nguồn sáng. Cái thứ hai là gì ạ? Là phân loại ánh sáng, là các loại ánh sáng thẳng, ánh sáng phân tán và ánh sáng phản chiếu. Cái thứ ba đó là hướng đi của ánh sáng, được chưa ạ? Hướng đi của ánh sáng tức là sao ạ? Là ở đây là ánh sáng trực diện là diện là front light. Front lighting tức là diện là ngay trước mặt mình. Đấy ạ. Ánh sáng đi từ sau nhiếp ảnh ra chiếu thẳng vào chủ thể. Đấy ạ. Và ánh sáng này soi rõ các cái chi tiết hay gọi là ánh sáng phẳng, flat, vì không có bóng đổ. Thẳng trước mặt này thì làm sao? Không có bóng đổ hai bên. Đấy ạ. Thẳng trước mặt. Thì gọi là front lighting. Đấy. Tức là gì ạ? Người nhiếp ảnh ra ở đây thì làm sao? Cái ánh sáng nó ngay sau lưng này. Đấy. Còn nếu mà người ta đặt ánh sáng bên trái bên phải thì nó lại gì ạ? Là khác nha. Đúng ạ. Cái ánh sáng thứ hai là ánh sáng tạt ngang, tức là side lighting, đấy là để bên trái hoặc để bên phải, được chưa ạ? Tạo ra cái hình tranh sáng tối. Ví dụ để bên phải thì sao? Bên phải nó sáng, bên trái nó sẽ tối. Được chưa ạ? Ở đây Huy có một cái ví dụ về cái mặt của mình đây. Không biết là có ở đây. Đây. Đây, ví dụ ở đây là front light, tức là ánh sáng chiếu thẳng. Đấy chưa? Đấy, Huy dùng một cái đèn flash, đèn pin của điện thoại thôi. Đây chiếu ánh sáng chiếu thẳng, đấy chưa? Ở đây là ánh sáng chiếu từ bên trái qua. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà chiếu từ bên trái qua thì mặt bên trái nó sẽ sáng, mặt bên phải nó sẽ tối. Đúng không ạ? Đấy, đây là chiếu từ bên phải qua. Đúng không ạ? Từ bên phải của Huy nhá. Đấy. Chiếu sáng từ bên phải qua thì mặt bên phải là sáng, mặt bên trái là tối. Nó sẽ tạo ra những cái gì ạ? Những cái mảng màu, tạo ra những cái góc chụp nó mang tính ấn tượng. Đấy, đúng chưa ạ? Và cái độ tương phản nó sẽ rất là cao. Anh chị em nhìn cái áo này. Đấy, thì cái độ tương phản nó rất là cao. Trong khi cái chụp ở góc này thì hầu như chúng ta không nhìn thấy cái đổ bóng ở trên cái áo, đúng không ạ? Không nhìn thấy cái đổ bóng ở trên cái áo. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, và nó tạo ra cái gì ạ? Cái ánh sáng đều và hiệu ứng nó sẽ khác. Còn ở đây thì sao ạ? Chúng ta nhìn thấy các cái nếp gấp của trên cái áo rất là rõ ràng,
đúng không ạ? Đấy, ở đây là ánh sáng từ trên xuống, up upside, tức là ánh sáng từ bên trên chiếu xuống, thì làm sao ạ? Thì nó cũng sẽ tạo ra cái hiệu ứng khác. Đấy, và ánh sáng từ dưới lên, ánh sáng hất từ dưới lên thì nó cũng sẽ tạo ra cái hiệu ứng khác. Ok không anh chị em? Đó, thì đấy là một số cái góc chiếu sáng nó dạng là side lighting. Đấy chưa? Nó tạo ra cái độ độ nổi của cái vật thể nhá. Còn nếu mà ánh sáng thẳng này, anh chị em thấy không ạ? Là cái áo nó không hề có bóng và mình nhìn thấy nó không nổi. Nhưng mà chiếu ở side, tức là gì ạ? Bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới thì nó sẽ sao ạ? Nó tạo ra cái độ nổi, độ khối của cái bức ảnh, của cái vật thể. Ok nha. Rồi, tiếp theo nữa là ánh sáng check. Đấy, ánh sáng chiếu trên chủ thể với góc xiên, tức là nó không phải bên trái, không phải bên phải, mà nó xiên cỡ gì ạ? Xéo xéo trên này, xéo xéo trên này, hoặc xéo xéo dưới này, xéo xéo dưới này, đúng không ạ? Nó xéo. Đấy, 30, 45, 60 độ. Đó, thì mỗi một cái góc của ánh sáng ấy thì nó lại tạo ra một cái gì ạ? Cái hiệu ứng khác nhau. Và cái này thì chúng ta phải dùng nhiều, chúng ta thử nghiệm chúng ta sẽ biết. Đấy, ví dụ bên trái này là gì ạ? Là 90 độ, bên này là 180 độ. Đấy vậy ạ? Đấy, thì thằng này nó lại lên đây là gì ạ? Thêm 15 độ nữa, thêm 15 độ, thêm 15 độ nữa. Đấy, bên này lại thêm 15 độ, thêm 15 độ, thêm 15 độ nữa. Đấy kiểu vậy ạ? Thì nó tạo ra những cái ánh sáng check nó cũng rất là hay. Rồi, tiếp theo nữa là ánh sáng ngược. Ánh sáng ngược, backlighting, đấy chưa ạ? Backlighting là ánh sáng chiếu từ sau chủ thể, đúng không ạ? Ánh sáng chiếu từ sau chủ thể đến ống kính. Và lối sử dụng ánh sáng này ấy, cần nhiều kinh nghiệm về khẩu độ, về tốc độ, ở hình chụp, đúng cách, đúng không ạ? Thường rất đẹp, nếu mà chủ thể là chân dung thì ánh sáng trên mặt rất là dịu, tóc có viền sáng. Đúng không ạ? Giống như lúc đầu Huy có chia sẻ anh chị em ấy, ánh sáng ở phía sau ấy thì tóc nó có viền sáng ấy và nó nổi lên, nổi cái khuôn mặt của mình lên rất đẹp luôn. Đấy ạ. Tóc có viền sáng, mắt không bị không bị dim, bởi vì sao ạ? Cái độ ánh sáng mạnh nó chiếu từ phía sau rồi, cho nên là mắt nó không bị chói. Đấy ạ. Mặt thì không không nhăn nhó lúc mà bằng như lúc mà chụp mà ánh sáng phẳng ấy, tức là ánh sáng chiếu từ phía trước ấy, thì là sao ạ? Thường là mặt nó sẽ bị chói, được chưa? Lối chụp này là được rất nhiều nhiếp ảnh gia gọi là chuyên nghiệp, gọi là lão thành sử dụng. Ánh sáng ngược còn được sử dụng để tạo nên những cái bóng đen hậu cảnh, đấy, là bình minh hoặc hoàng hôn. Ví dụ như này, mình đi chụp hoàng hôn, chụp bình minh ấy, nếu mà mình chụp bình thường ấy, thì làm sao ạ? Mình cái ánh sáng mặt trời ấy, hoặc là ánh sáng mặt trăng chẳng hạn, nếu mà nó sáng ấy, thì nó sẽ làm cho gì ạ? Làm cho mình nhờ nhờ, bức ảnh nó sẽ rất là chán. Nhưng mà gì ạ? Mình để mặt trời ở sau cái người chụp. Đấy, mình đưa mặt trời về sau người chụp thì cái người chụp cũng sáng, mà gì ạ? Mà cái hậu cảnh nó cũng sáng, và nó gì ạ? Nó tạo ra cái viền rất là đẹp. Được chưa ạ? Rồi, thêm một cái nữa, đấy là ánh sáng tổng hợp. Đấy, cái ánh sáng tổng hợp thì nó gọi là global lighting ấy. Đấy. Thì ánh sáng tổng hợp này thì nó chiếu từ nguồn nhiều nguồn sáng khác nhau, tạo ra những hình ảnh như ý muốn. Chụp ảnh chân dung hoặc ngoài trời hoặc trong studio thì chúng ta có thể sử dụng cái ánh sáng tổng hợp. Đấy ạ. Rồi. Tiếp theo nữa đó là sự tương phản của ánh sáng. Sự tương phản của ánh sáng đây là contrast ấy. Đó là sự khác biệt của hai phần sáng và tối của chủ thể. Tương phản cao, tức là high contrast, thì làm sao ạ? Ánh sáng có cường độ mạnh, có sự tương phản và làm nhiều cái đường biên giữa sáng và tối sắc nét hơn. Đấy, giống như là cái hình ảnh của Huy á. Ở đây á, đấy là độ tương phản cao. Tại sao ạ? Độ tương phản cao tức là sao ạ? Nó tạo ra nhiều cái góc cạnh này và nhiều cái độ sáng và tối này. Đấy chưa ạ? Đấy. Thế còn độ bão hòa cao thì nó lại hòa trộn các bức ảnh, hòa trộn cái đoạn giữa mà gì ạ, sáng tối nó trộn với nhau, nó hòa với nhau thì nó gì ạ, nó là bão hòa. Được chưa ạ? Nha. Rồi, độ tương phản thấp khi ánh sáng có cường độ yếu, sức tương phản ít, làm ra sự khác biệt giữa sáng và tối, không xa cách nhiều, đường biên giữa sáng và tối không sắc nét, không rõ ràng. Được chưa ạ? Thì khi nào chúng ta sử dụng ánh sáng độ tương phản cao? Khi chúng ta muốn chụp những bức ảnh ấn tượng, khi mà chúng ta muốn lột tả những cái góc cạnh
hoặc là những cái chi tiết ở trên khuôn mặt hoặc là trên vật thể đấy nhỉ, thì chúng ta để độ phương tương phản cao. Còn nếu mà chúng ta muốn chụp chung chung, muốn lấy nét tất cả thì chúng ta dùng cái độ tương phản thấp thì làm sao ạ? Thì nó sẽ đều, nó sẽ đẹp, nó sẽ đều. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo nữa là màu sắc của ánh sáng. Đó. Màu sắc của ánh sáng đó là khi mà ánh sáng thay đổi theo từng giờ trong ngày và theo tháng, theo mùa thì màu sắc của ánh sáng được đo bằng độ Kelvin. Được chưa ạ? Lúc mà rạng đông hoặc hoàng hôn, ánh sáng có màu vàng, da cam. Đấy, độ sắc từ 3.000 đến 4.000 độ Kelvin. Đấy, những ánh sáng chân dung chụp vào buổi sáng sớm hoặc xế trưa thì có màu vàng cam trên da mặt. Đó. Ánh sáng vào ban trưa, ánh sáng thay đổi thành màu trắng, white light. Màu sắc trắng là một tổ hợp hoàn hảo, tổ hợp toàn hảo cho các màu sắc trong các cái cầu vồng. Tức là gì ạ? Nó là gì ạ? Nó là tổng hợp của nhiều cái ánh sáng khác nhau. Đấy, nó tạo ra cái màu ánh sáng trắng. Và càng sáng thì cái gì ạ? Càng trắng thì cái độ Kelvin màu sắc của ánh sáng nó gì ạ? Nó càng cao. Nó từ gì ạ? 5.000 cho đến 7.000 độ Kelvin. Trong những ngày ánh sáng chói chang, độ sắc nhiệt độ màu nó có thể lên đến gì ạ? 7 đến 8.000 độ Kelvin. Được chưa ạ? Ta có thể loại bỏ màu sắc bằng cách dùng kính lọc hoặc loại phim đặc biệt hoặc kỹ thuật phòng tối để mà chúng ta có thể giảm bớt cái ánh sáng ở mặt trời của tự nhiên. Đấy ạ. Ngoài ra thì chúng ta có thể biết thêm về cái nhiệt độ màu. Đó là gì ạ? Đèn flash thì có thể là có nhiều loại đèn flash khác nhau, nhiệt độ màu khác nhau. Đấy. Trong khi ánh nắng tự nhiên thì có nhiệt độ màu rơi khoảng từ khoảng 5.600 độ Kelvin, thì đèn wolfram thì sẽ rơi khoảng độ 3.200 độ Kelvin. Được chưa ạ? Đó. Để mà cho một cái bức ảnh trông tự nhiên nhất ấy, thì chúng ta có thể cài đặt là ánh sáng ở độ là 5.000 đến 7.500 độ Kelvin. Được chưa ạ? Đấy, mình đặt nhiệt độ màu nó 3.000 thì mọi thứ trong bức ảnh sẽ bị ám xanh. Đặc biệt nó sẽ càng tồi tệ hơn với những vật màu trắng giống như là váy cưới. Ok không ạ? Tức là gì ạ? Khi mà chúng ta để nhiệt độ màu thấp thì làm sao ạ? Những cái vật màu trắng ấy nó rất là bị ám màu. Ám màu của cái ánh sáng đó. Được chưa ạ? Tức là ví dụ mình chụp cái váy cưới màu trắng nhưng mình chiếu cái ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh vào thì cái váy cưới nó chuyển thành màu gì ạ? Màu trắng à, màu xanh hoặc màu đỏ. Nó không còn là màu trắng nữa. Được chưa ạ? Và để mà lột tả được đúng màu của vật thể ấy, thì chúng ta phải đưa cái nhiệt độ màu lên cao. Ok không ạ? Thì cái nhiệt độ màu này chúng ta hoàn toàn có thể tinh chỉnh ở trong gì ạ? Ở trong câu lệnh của Midjourney. Được chưa ạ? Mình ghi là gì ạ? Ánh sáng là 5.000K là nó hiểu nhá. Rồi, tiếp theo nữa là cái ý nghĩa của ánh sáng. À, chúng ta biết cách sử dụng ánh sáng và màu sắc đúng mức sẽ được truyền thông sẽ truyền thông được cái tư tưởng và cái cảm xúc hay là cái ý tưởng của gì ạ? Của cái người chụp ảnh. Đấy, hoặc là người vẽ. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta muốn truyền tải cái thông điệp gì thì chúng ta đưa vào, ví dụ như là ánh sáng âm u. Đấy, thì làm sao ạ? Thì ngay lập tức chúng ta tưởng tượng ra một cái gì ạ? Khung cảnh là thiếu ánh sáng. Đúng không ạ? Đấy, đen nhiều hơn là trắng và diễn tả được cái sự huyền bí, cái sự bí ẩn, cái sự nguy hiểm, cái sự ghê rợn, cái sự rùng rợn, cái sự kinh dị hoặc cái sự buồn, cái sự chán nản, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái sự bi ai, cái sự là gì ạ? Bi thương ở trong cái chủ đề đó. Đấy, những cái bí mật sâu xa. Ok không ạ? Đấy, còn nếu như mà ánh sáng trắng nhiều hơn đen thì diễn tả sự ngây thơ trong trắng, như là khuôn mặt của đứa trẻ hay là tà áo trắng học trò. Đấy chưa ạ? Đấy, mây trắng, trời xanh, hoa đỏ. Đấy, cho thấy sự sinh động của đời sống. Tức là gì ạ? Là chúng ta đưa vào những đám mây trắng này, trời trong xanh này, đấy chưa ạ? Thì ngay lập tức ánh sáng nó sẽ thay đổi theo cái tâm trạng của bức ảnh. Ví dụ như là bức ảnh chúng ta trong cái câu lệnh của chúng ta ấy, chúng ta đưa vào đấy là một bức ảnh là gì ạ? Một bức ảnh u ám, đấy chưa ạ? Hoặc là một bức ảnh tươi sáng, đấy chưa ạ? Hoặc là bức ảnh là gì ạ? Vui tươi, bức ảnh vui tươi. Thì tự nhiên là gì ạ? Tất cả ánh sáng ở trong đó nó sẽ được điều chỉnh để tạo ra cái gì ạ? Tạo ra cái cảm xúc là vui tươi. Như vậy là gì ạ? Anh chị em có thấy rằng là ánh sáng
hoàn toàn có thể tạo ra được cảm xúc không ạ? Thì dùng mỹ phẩm gì đấy, dùng mỹ phẩm H2O, chị biết, chị Kim Anh biết mỹ phẩm H2O chưa? Ôi dồi ôi, mỹ phẩm này Huy dùng hàng ngày luôn. Đấy. Đó. Nhưng mà gì ạ? Mỹ phẩm H2O mà chỉ thêm cái đèn này phát là nó thành đẹp ngay. Anh chị em nhìn thấy da Huy có đẹp không? Đúng không ạ? Đấy, nhìn da này. Đấy, căng bóng này. Nhờ cái đèn đấy. Được chưa ạ? À, đây, anh chị em cho Huy xem, anh chị em xem cái đèn này. Cái đèn này của Huy là gì ạ? Là gần 2 triệu đấy, đừng đùa. Chỉ mỗi cái đèn này thôi. Gần 2 triệu cái đèn đấy. Đấy, phải ăn chơi chứ. Mình lên zoom nhiều mà, mình xuất hiện nhiều mà. Mình phải là ấy chứ. Bật cái đèn lên phát khác ngay, anh chị em cứ nhìn này. Bật cái đèn lên phát khác ngay. Cứ để ý mà xem. Đúng không ạ? Đấy, bật cái đèn lên phát này trông đẹp trai ngay. Tắt đèn đi phát là trông xấu ngay. Đó. Thì đúng rồi, sáng mặt để ăn tiền anh chị em ạ. Nhiều khi ấy, là nhờ cái đèn ấy mà gọi là kiếm tiền tốt đấy. Thế mình có đáng để đầu tư không ạ? Đấy, mình phải đầu tư chứ, đúng không? Cái gì mà dùng để kiếm tiền đừng có tiếc. Cái gì mà mình kiếm ra tiền thì đừng tiếc. Ví dụ như camera mua lại xịn, mic mua lại xịn, đèn mua lại xịn. Không bao giờ tiếc tiền những cái thứ mà tạo ra tiền cho mình. Đúng hay rất đúng anh chị em. Cái thứ nó tạo ra tiền cho mình không tiếc đầu tư. Miễn là sao là gì ạ? Hoàn vốn được là ngon rồi. Còn Huy nói anh chị em biết là những cái đồ này ấy, nó tạo cho Huy bao nhiêu tiền rồi. Chứ không phải là ít đâu. Những cái đồ dùng này ấy, nó tạo cho mình rất nhiều tiền rồi. Ok không ạ? Đấy. Thì Huy có một cái lớp mà có cái khóa học online về cái việc mà chuyên gia đào tạo ấy. Thì ngày xưa Huy dạy mọi người cách đào tạo online như này. Đấy, thì trong đó thì cũng có một phần sử dụng ánh sáng rất là chi tiết. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay thì chúng ta cũng đã được xem, đã hiểu về các cái bố cục ánh sáng rồi ạ. Nào, bao nhiêu anh chị em còn nhớ được những cái phần Huy chia sẻ này, nó có những cái gì ạ? À, phần 1 là gì ạ? Ánh sáng thì chúng ta cần nhớ cái gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Comment xuống ạ. Nguồn sáng, đúng rồi, hay quá, anh Sơn này hay quá. Thứ nhất là nguồn sáng. Thứ hai là gì ạ? À, phân loại ánh sáng. Đúng không ạ? Rồi, bố cục cũng đúng, nhưng mà bố cục thì nó là cái phần cái mảng nhiếp phẳng khác, mảng rất quan trọng, cực kỳ quan trọng của nhiếp ảnh, nhưng mà mảng khác nó không phải mảng ánh sáng. Ánh sáng nó lại mảng riêng. Bố cục thì nó còn kinh khủng hơn nữa, nó còn nhiều thứ hơn nữa. Đúng không ạ? Đấy, thứ ba nó là gì ạ? Là hướng đi của ánh sáng. Là phía trước, bên trái, bên phải, bên trên, hay là chéo, đúng không ạ? Hay là phía sau, đúng không ạ? Rồi, độ tương phản, đấy, và nhiệt độ màu, đúng không ạ? Độ tương phản ánh sáng, nhiệt độ màu sắc của ánh sáng, và gì ạ? Ý nghĩa, cảm xúc của gì ạ? Của ánh sáng. Ok không ạ? Wow, anh chị em quá tuyệt vời luôn, học đến đâu hiểu đến đấy, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái kỹ thuật, những cái cụ thể nhá. Rồi. Cái tiếp theo thì chúng ta đi vào cái phần bố cục. Đây là bố cục còn nhiều lắm, bố cục còn nhiều thứ lắm. Tuy nhiên thì bố cục thì Huy chỉ đi sơ lược thôi. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay thì chúng ta không phải đi vào bố cục, mà chúng ta đi vào cái gọi là ánh sáng là chính thôi, được chưa? Bố cục là những cái sắp xếp, kết hợp, chọn lựa, tổ chức, bổ sung đường nét, hình thể, cấu tạo để tạo ra một cái gì ạ? Một cái bức ảnh vừa độc đáo, sáng tạo, chuyên nghiệp. Được chưa ạ? Thì bố cục nó có mấy phần. Thứ nhất là đường nét. Đấy, đường nét để hướng người mắt xem vào cái chủ đề đó. Ví dụ như là đường thẳng đứng. Đấy, đường thẳng nằm ngang. Đấy. Thì đường thẳng đứng ấy, thì ví dụ như là khi mà chúng ta chụp ấy, chúng ta đứng cạnh một cái cột điện, một cái cây cột, một cái cột, hoặc là đứng cạnh một cái cửa, thì nó có một cái đường thẳng đứng này, thì nó cho chúng ta cái sự gì ạ? Cương nghị, trang nghiêm, thẳng thắn, cứng rắn, vững chắc. Đấy, cái đường thẳng nằm ngang ấy, ví dụ đường chân trời chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cho ý nghĩa là rộng rãi,
bình thản, thanh tịnh. Đấy, cái đường cong, ví dụ như là mình chụp với một cái cửa sổ cong đấy, hoặc là một cái vật thể hoặc là bức tượng nào đó mà nó có những cái hình cong, thì cho cái ý, ý là mềm mại, gợi cảm, duyên dáng, uyển chuyển, trôi chảy, được nhỉ? Ngoài ra thì có các đường xiên, đường thẳng hội tụ thì cho cái chiều sâu, đường xiên thì cho ý nghĩa là sống động, đấu tranh, đường cong hội tụ, đường xoắn xô đốc này cho cho cảm giác là cuốn hút mãnh liệt, đấy, được nhỉ? Đường tỏa ra, đường tỏa ra cho ý nghĩa là phát xung bung rộng, đường lặp lại cho ý nghĩa nhịp nhàng, hằng hà xa số, đường ngang dọc chéo chung nhau cho ý nghĩa là hỗn loạn, vô trật tự, thiếu tổ chức, được chưa? Đấy là thứ nhất là về đường nét, thứ hai là về thể hình thể. Đấy, hình thể thì nó có những cái hình tam giác, hình vuông, hình tròn, ánh sáng và bóng đổ. Thì trong ánh sáng ấy, nó có một cái phần đó là phần bóng đổ. Cái phần đổ bóng ấy nó cũng rất là thú vị, được chưa? Phần bóng đổ kết hợp với bố cục nó sẽ tạo ra những cái chiều không gian thứ ba, nó làm cho vật thể nổi hơn, được chưa? Anh chị em cứ tưởng tượng khi mà người ta vẽ tranh ấy, xong người ta thêm cái bóng vào thôi, tự nhiên thấy cái bức vẽ của nó thì nó nổi lên luôn, đúng không ạ? Đang cứng như này, đấy, nhưng mà thêm cái bóng một phát thì nó thành nổi luôn, thêm một cái chiều thứ ba nữa, đấy ạ. Nó có chiều sâu hơn, nó có sự xa gần hơn, nó có tính thể tích hơn, đấy ạ. Rồi tiếp theo nữa là luật 1/3. Đấy, luật 1/3 tức là gì ạ? Khi mà chúng ta chụp ảnh ấy, thì cái mắt người này nó đưa vào cái luật gì ạ? Đưa vào góc 1/3, được chưa ạ? Thì cái này thì Huy không đi sâu bởi vì cái buổi hôm nay là buổi về ánh sáng, không phải là buổi về chụp ảnh, được chưa ạ? Nhưng mà anh chị em biết rằng là gì ạ? Trong trong nhiếp ảnh ấy, thì nó có cái luật 1/3, tức là gì ạ? Chủ thể luôn luôn đứng ở 1/3 của cả cái khung hình đó. Mắt của mình là 1/3 từ trên xuống dưới, được chưa ạ? Người mình đứng ở góc 1/3 theo chiều ngang, được chưa ạ? Thì khi mà mình đặt cái người, cái vật thể vào đúng cái vị trí 1/3 ấy, thì tự nhiên nó đẹp. Không hiểu tại sao, thực ra là có thể hiểu tại sao, tuy nhiên thì cái đấy thì là cái phần mà gì ạ, cái phần chuyên sâu nhá. Đấy, Huy có thể nói thêm, có thể anh chị em hiểu, hoặc một số anh chị em hiểu thì vẫn hiểu, anh chị em là không hiểu thì sẽ vẫn không hiểu. Đó là gì ạ? Đó là người ta sử dụng cái tỷ lệ vàng ở trong trong nhiếp ảnh, trong thiết kế, và sử dụng cái gọi là đường cong Fibonacci. Đấy, thì Huy nhắc như vậy, anh chị em nào hiểu thì vẫn hiểu, anh chị em nào không hiểu thì càng không hiểu. Nhưng mà cái đấy thì Huy sẽ chia sẻ vào một buổi khác, buổi hôm nay mà đi vào cái chủ đề đó thì nó sẽ bị lan man mất. Ok không ạ? Nhá. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể, những cái ví dụ, những cái từ khóa. À, thế thì bây giờ tôi sử dụng từ khóa nào bây giờ? Bây giờ tôi đã gì ạ? Tôi đã biết được ánh sáng rồi, biết được về các cái lý thuyết rồi. Bây giờ thực tế đi. Thực tế là tôi sẽ sử dụng những từ khóa nào trong cái Midjourney bây giờ? Ok không anh chị em? Nhá. Rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các cái ví dụ. Huy sẽ lấy một cái ví dụ, đó là full body photo of a beautiful girl. Đây là cái gì ạ? Cái câu lệnh mặc định trong tất cả cái ví dụ của Huy. Ở đây Huy có khoảng 60 cái ý ví dụ và 60 cái cách chiếu sáng khác nhau, được chưa ạ? Và chỉ có một cái chủ thể, đó là a full body of beautiful girl. Đấy, còn girl như nào thì mình cũng không quan trọng nhá. Cái thứ hai nữa, đấy là gì ạ? Là ánh sáng, được chưa ạ? Nó chỉ khác nhau đúng một thứ. Tất cả các bức ảnh trong 60 cái ví dụ này chỉ khác nhau đúng một thứ, đó là gì ạ? Khác nhau về chiếu sáng, được chưa ạ? Rồi, đầu tiên là ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng tự nhiên này tức là mình không dùng đèn, đúng không ạ? Mà mình dùng những ánh sáng ở bên ngoài, ánh sáng mặt trời. Ok không ạ? Thì ở đây là chúng ta sử dụng ánh sáng tự nhiên với một cái nền tối, được chưa ạ? Ở đây thằng Midjourney nó tự đưa ra. Rồi, như vậy là với ánh sáng tự nhiên thì anh chị em chúng ta biết rồi. Đó là gì ạ? Ánh sáng tự nhiên thì nó chỉ chiếu theo một hướng thôi, nó không thể là chiếu theo nhiều hướng được. Và khi đó làm sao ạ? Khi đó kiểu gì nó cũng sẽ có một bên sáng hơn một bên khác, tùy vào cái góc của ánh sáng ở cái thời điểm đó, ở thời điểm chụp. Và mình không đưa vào cái thời điểm thì nó sao ạ? Thì nó sẽ tự đưa vào một cái thời điểm nào đó. Nhưng về cơ bản nó sẽ tạo ra những cái độ tương phản,
nó sẽ tạo ra những cái góc và tạo ra những cái mặt tối hơn so với mặt khác. Anh chị em thấy không ạ? Mặt bên này nó sáng hơn và mặt bên này tối hơn. Đó. Còn nếu mà chúng ta đưa vào ánh sáng studio thì nó lại sao ạ? Nó lại sáng đều hết. Rồi. Cái tiếp theo là ánh sáng vàng, yellow light. Đấy, sử dụng ánh sáng vàng để tạo ra bầu không khí ấm cúng thân thiện. À, khi mà chúng ta nhìn thấy cái cách sử dụng ánh sáng vàng này thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Ở đây á là anh chị em nhìn này, cái áo này ấy, cái quần này ấy, là màu gì ạ? Theo anh chị em nó là màu gì ạ? Nó là màu trắng đấy. Nhưng mà khi mà đưa cái ánh sáng vàng vào thì chúng ta nhìn nó sao ạ? Như màu vàng. Ok không ạ? Đây, cái này là gì ạ? Áo màu vàng đây này. Áo màu vàng và ánh sáng vàng là sao ạ? Nó rất là nhẹ. Được chưa ạ? Và nhiệt độ màu mà càng thấp thì ánh sáng nó càng vàng. Cho nên với cái bức ảnh ánh sáng vàng như này ấy, thì nhiệt độ màu ấy thì nó rơi vào loanh quanh, nó chỉ rơi vào khoảng độ tầm 1800-2000 thôi. Được chưa ạ? Nó càng thấp thì ánh sáng nó càng vàng. Nhá. Đó. Và khi mà ánh sáng vàng ấy thì nó có cảm giác là ấm cúng. Và anh chị em để ý này, trong các cái tiệm vàng ấy thì người ta cũng thường chiếu cái ánh sáng vàng vào trong các cái đồ trang sức. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy cái đồ trang sức ở trong tiệm vàng nó rất là long lanh, nhưng mà cầm về nhà mình soi cái ánh sáng đèn tuýt trông nó gì ạ? Nhợt nhạt, trông nó chán luôn. Mình bảo gì ạ? Mày lừa đảo à? Mày bán cho tao ở tiệm vàng trông đẹp như thế mà về nhà tao nó lại không đẹp. Thì sao ạ? Do cái cách nó sử dụng ánh sáng. Được chưa ạ? Rồi, ở trong các cái cửa hàng thời trang, trong các cái shop, trong các cái trung tâm thương mại, được chưa ạ? Đấy, rồi trong các cái cửa hàng bán những đồ phụ kiện như là túi xách, như là đồng hồ, thắt lưng, ví da, thì anh chị em đều thấy họ sử dụng ánh sáng vàng rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Ánh sáng vàng nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra sự ấm áp và nó gì ạ? Nó làm bật lên được cái gì ạ? Cái sự lấp lánh của cái vật thể nhá. Tuy nhiên thì nó sẽ là vàng vừa phải thôi chứ không phải vàng chóe nha. Nó vàng, nó dạng vàng ấm ấy, dạng vàng kiểu như là nhiệt độ màu nó khoảng độ tầm 3000 cho đến 4000 để làm gì ạ? Để nó giống cái ánh sáng mặt trời nhá. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng đẹp nhất anh chị em nhé. Rồi. Ánh sáng buổi chiều, afternoon light. Được chưa ạ? Ánh sáng vào giờ vàng, golden hour. Đấy, chụp vào giờ vàng, golden hour. Golden hour là gì ạ? Là cái giờ mà lúc mặt trời mà chuẩn bị mọc hoặc chuẩn bị lặn ấy. Đấy ạ. Ừ. Nhưng ở đây là ánh sáng buổi chiều. Đấy, buổi chiều tà. Đấy, kiểu như vậy. Afternoon night. Đấy. Thì nó sao ạ? Nó sẽ tạo ra một cái cảm xúc nó hơi gì ạ? Nó hơi luyến tiếc, nó hơi gọi là buồn một chút. Đấy ạ. Đấy, nó hơi chill một chút. Đó. Thì ở đây ấy là khi mà ánh sáng ấy để mặt trời chiếu ở sau ấy, nếu mà chúng ta đưa mặt trời vào trong khung ảnh ấy, thì nó sẽ bị lóa và cái người mẫu nó sẽ không đẹp. Thì cách thứ nhất đó là chúng ta chụp người mẫu mà không có mặt trời ở bên trong thì làm sao ạ? Nó cũng tạo ra được cái viền sáng nhẹ nhẹ như này. Đấy. Hoặc là chúng ta để mặt trời ở phía sau nhưng không đưa mặt trời vào trong khung hình thì nó cũng sẽ tạo ra những cái viền như này. Đấy, được chưa ạ? Nó làm cho mái tóc nó sáng lên này, rất là đẹp này. Đấy, một cái cách nữa đó là chúng ta để mặt trời ngay sau lưng luôn thì cái vật thể phía trước ấy nó sẽ tối. Nó sẽ tối luôn, thậm chí là gì ạ? Nó sẽ tối mù luôn, không nhìn thấy gì. Được chưa ạ? Tùy vào loại ảnh, tùy vào máy ảnh và tùy vào cái ánh sáng phía trước nữa. Đấy, nhưng mà nó sẽ tối hơn. Nhưng mà nó lại tạo ra những ánh sáng, những cái kiểu rất là độc đáo. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo nữa là ánh sáng sáng sớm. Đấy. Sáng sớm. Thì khi mà sáng sớm chúng ta thấy là gì ạ? Ở bên này mặt trời này, nó chiếu này, nó sẽ làm lóa, làm bão hòa màu cho cái người bên này. À, bão hòa màu tức là sao? Là cái ánh sáng này, nó làm mà trộn với cả cái vật thể, làm cho cái người này nó mang ám cái màu vàng luôn. Được chưa ạ? Đó. Thì ánh sáng sớm thì nó giúp cho mình mô tả những cái bức ảnh mang kiểu như là tập thể dục buổi sáng hoặc là một cái gì đó hứng khởi buổi sáng. Được chưa ạ? Đó.
Nếu mà mình không không rõ thì thường ấy là ánh sáng buổi buổi sáng sớm với buổi chiều ấy là nhiều khi mình cũng không phân biệt được đâu, được chưa? Rồi, cái này là ánh sáng chính diện, front front light là ánh sáng trực tiếp, thì nó sẽ tạo ra những cái bức ảnh mà nó sẽ đều như này. Đấy, đều như này. Được chưa? Ánh sáng này nó hơi lệch kìa nhá. Đặt trước nguồn sáng, đặt phía trước nguồn sáng, tạo rõ nét và không có các bóng tối. Thằng này nó bị sai nhá. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo là bánh ánh sáng ở phía sau. Đấy, ánh sáng phía sau, backlight. Đó. Ánh sáng phía sau backlight thì đây này. Cái thằng số 2 này với số 3 này là ánh sáng phía sau nhưng mà nó hơi chếch lên trên. Được chưa? Thằng này là xoay ra một chút thì nó sẽ tạo ra một cái nửa người bên phải là hơi sáng một chút. Được chưa? Đấy. Thì với những cái ánh sáng ở phía sau như này thì nó sẽ tạo ra cái màu của cái tóc nó sáng lên. Đó, thì rất là đẹp. Ừ, được chưa? Rồi. Chút nữa thì chúng ta sẽ có cái ánh sáng nó ở hẳn phía sau luôn để nó tạo ra những cái hình ảnh ấn tượng riêng, được chưa? Ánh sáng ở bên side light thì nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh ở hai bên, những cái đoạn sáng ở hai bên. Rồi, ánh sáng mềm. Ở đây khi mà chúng ta chụp ảnh chân dung ấy thì chúng ta thường để ánh sáng mềm này. Đó, sau đó chúng ta kết hợp thêm ánh sáng phía sau thì nó sẽ tạo ra hình ảnh rất đẹp. Nhưng ở đây nó là ánh sáng mềm thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đều khuôn mặt, nó sẽ gì ạ? Chuyển từ khoảng tối sang mảng sáng, nó khá là gì ạ? Khá là đều nhá. Đây thế này, ánh sáng nó khá là mềm và ánh sáng nó không chiếu rực rỡ, nó không chói, được không ạ? Rồi tiếp theo là ánh sáng gì ạ? Ánh sáng cứng. Đấy, ánh sáng cứng là nó chiếu thẳng luôn. Đó. Đó, đây là những cái ánh sáng mà đèn nó chiếu thẳng thì nó sẽ tạo ra những cái vùng tối, nó sẽ tạo ra những cái vùng mà nó hơi cứng, được không ạ? Nó chuyển từ phần sáng sang phần tối, nó cứng hơn. Đó. Rồi, tiếp theo là ánh sáng phản xạ. Rồi, chúng ta thấy ánh sáng phản xạ làm sao ạ? Là chúng ta thấy là cái bóng này. Đó. Đó, mình nhìn thấy cái bóng mình này. Đấy. Thì khi mà chúng ta tạo ra ánh sáng phản xạ nó sẽ có những cái hiệu ứng rất là hay, đổ bóng này. Đấy, rất là hay. Được chưa ạ? Còn cái ánh sáng mà dùng cái tấm phản xạ nhé thì nó lại là bond light chứ không phải là reflect light đấy, tức là gì ạ? Là mình nhìn thấy những cái sự phản xạ ở trong cái bức ảnh. Rồi. Đây, đây, ánh sáng đèn flash đây này. Đây là cái ánh sáng đèn flash nhưng mà để phía sau vật thể này. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà ánh sáng đèn flash mà để phía sau vật thể ấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó chụp ảnh nó tạo ra bức ảnh rất là ấn tượng luôn. Đúng chưa ạ? Cả cái người của mình này như là bực phát sáng ấy. Anh chị em thấy không ạ? Nó rất ấn tượng. Đấy, giống như này. Đấy, ánh sáng này nó lại để hơi lệch ra một chút thì nó sao ạ? Nó rất là nghệ thuật nó, và nó có những cái viền sáng rất là hay. Đó. Thì chúng ta có thể kết hợp cái ánh sáng phía sau này với màu sắc, ví dụ như là ánh sáng xanh, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng thì nó sẽ ra những cái khác nhau. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo nữa là ánh sáng đèn LED. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Chỉ cần thay đổi mỗi ánh sáng thôi mà chúng ta đã gì ạ? Đã tạo ra được phong cách ánh sáng rất là độc đáo rồi. Đưa ánh sáng đèn LED vào một cái thôi thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ làm cho cái bức ảnh nó trông rất là lung linh và phát sáng và sử dụng rất nhiều đèn LED khác nhau. Được chưa ạ? Rồi, thêm một nữa đấy là gì ạ? Ánh sáng gì ạ? Ánh sáng màu. Đấy, tức là gì ạ? Chúng ta sử dụng rất nhiều cái màu sắc khác nhau. Ví dụ đây là màu vàng và màu tím này. Đấy, đây là màu đỏ này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, đây là màu xanh với cả màu đỏ này. Đấy. Đấy, đây là màu ánh sáng màu này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Khi mà đưa ánh sáng màu vào ấy thì chúng ta sẽ ra được những cái hình ảnh, những cái màu sắc rất là độc đáo, rất là khác biệt nhá. Rồi, thêm một cái nữa đây là ánh sáng động. Ánh sáng động tức là sao ạ? Thứ nhất đấy là nguồn sáng là chuyển động đấy ạ. Cái thứ hai là nhân vật hay là cái vật chủ thể nó đang chuyển động, nó gọi dynamic light. Đấy, thì một trong hai cái yếu tố này nó đều tạo ra cái ánh sáng động. Ánh sáng động này khi mà chụp lên ấy thì nó sẽ khác so với cả cái việc mà người mẫu đứng im, nó sẽ khác nha.
nó sẽ có những cái hiệu ứng di chuyển, hiệu ứng mờ giữa các cái chi tiết, nó làm cho cái hình ảnh nó cũng có một cái thú vị riêng. Rồi tiếp theo nữa là ánh sáng hoa văn. Ánh sáng hoa văn tức là gì ạ? Là ánh sáng nó sẽ tạo ra những cái hình hoa văn. Thực ra là cái hoa văn này là con Midjourney là nó hiểu chưa đúng đâu. Hiểu đúng là ánh sáng là nó phải gì ạ? Nó phải tạo ra các cái hình hoa văn cơ. Đấy ạ. Đấy. Sử dụng ánh sáng để tạo ra các hình hoa văn. Ví dụ như này. À, mình đục một cái lỗ ở trên cái giấy thì mình chiếu ánh sáng xuyên qua cái lỗ đấy thì nó tạo ra cái hình thù. Đấy ạ. Bây giờ mình cắt thành hình con thỏ, cắt thành hình trái tim. Đấy ạ. Thì cái ánh sáng xuyên qua cái trái tim đấy nó in lên cái mặt tường thì đấy chính là cái hoa văn của ánh sáng. Đấy ạ. Thì nó gọi là pattern light. Đó. Rồi, ánh sáng kiểu Rembrandt. Đấy, Rembrandt ấy là một cái nghệ sĩ vẽ tranh. Đó. Và ông hay sử dụng cái cách vẽ tranh bằng cách là sử dụng đặt cái nguồn sáng một nửa mặt đối tượng trong bóng tối và một tam giác nhỏ ánh sáng ở trên má ở bên kia. À, tức là một mặt bên này sáng nhá, mặt bên này tối nhá. Nhưng mà bên này ấy, nó có một cái tam giác nhỏ ánh sáng ở bên này. Một cái tam giác ánh sáng ở bên mặt tối. Được chưa ạ? Đó. Nó không giống như là cái ánh sáng sideline. Sideline thì nó có thể có tam giác hoặc không. Nhưng mà ánh sáng kiểu Rembrandt ấy, thì nó gì ạ? Nó giúp cho có một cái hình tam giác nhỏ sáng ở bên này. Đấy. Được chưa ạ? Đó. Và cái này nó đảm bảo rằng con mắt ở vùng tối của khuôn mặt vẫn bắt sáng. Và nếu không ấy, thì nó sẽ chết và nó sẽ không lấp lánh. À, tức là sao ạ? Tức là cái ánh sáng này, mặc dù là nguồn sáng để một bên, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cả hai con mắt đều bắt được sáng. Đấy, nguyên tắc là như vậy. Ví dụ như là cái bức ảnh của Huy nhà. Ví dụ bức ảnh này của Huy nhá. Là anh chị em thấy là chỗ này nó có hình tam giác nhỏ này. Đúng không ạ? Và cái mắt này thì nó không nhận được sáng hoàn toàn. Cho nên nó hơi bị tối. Đấy ạ. Đấy. Cái chiếu sáng này thế này. Anh chị em thấy bên này có một cái hình tam giác ở bên gò má bên này không ạ? Có thấy không ạ? Có thấy không ạ? Đấy. Nó có một hình tam giác nhỏ bên cái má này này. Đấy. Tuy nhiên thì nó cũng chưa hoàn toàn là rộng đủ. Đấy, và cái mắt bên này nó vẫn hơi tối, cho nên nó vẫn chưa phải là nó chỉ là sai, nó chỉ là sai lighting thôi. Nó không phải là Rembrandt. Đấy ạ, Rembrandt tức là hai con mắt nó phải đều sáng. Rồi. Thêm một kiểu sáng nữa, đây là kiểu sáng sleep light. Sleep lighting tức đặt nguồn sáng ở một bên đối tượng tạo ra hiệu ứng chia đôi đổ bóng và ánh sáng trên khuôn mặt hoặc vật thể. Đấy, tức là gì ạ? Nó sẽ chia đôi cái vật thể ra nhá. Rồi tiếp theo là ánh sáng là COS, chụp ánh sáng ở phía sau đối tượng để tạo ra hình ảnh đen tối, hình ảnh đen của đối tượng ở trước nền sáng. Đây là cái ánh sáng là backlighting, nhưng mà backlighting ở kia thì nó có thể ở bất kể góc nào. Nhưng ở đây ấy, là mình để một cái nguồn sáng duy nhất ở phía sau đối tượng thôi. Được chưa ạ? Đấy. Một nguồn sáng duy nhất ở phía sau đối tượng thôi. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra hình ảnh đối tượng là một cái hình khối như này. Và sao ạ? Và đối tượng nó sẽ bị mờ đi, sẽ bị đen đi. Nhưng mà sao ạ? Nó tạo ra cái bóng của đối tượng rất là ấn tượng luôn. Ok không ạ? Đấy. Tạo ra cái bóng của ấn tượng rất ấn tượng. Và nó gọi là cái COS. Đúng không ạ? Nhiều khi mình để backlighting nó không ra được cái này. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình muốn ở cái trạng thái này ấy, thì mình dùng cái từ khóa này thì nó sẽ ra. Nhá. Rồi. Tiếp theo nữa là gì ạ? Ánh sáng với độ tương phản. Thì nó tương tự như vậy. Nó tương tự như là đặt ánh sáng ở một bên. Ở xung quanh mặt mình này. Tức là nó không có phải góc trái hay góc phải. Mà nó có thể bất kể góc nào. Nhưng cuối cùng ấy, thì nó tạo ra cái tương phản cao. Ok không ạ? Rồi, ánh sáng hỗn hợp. Ánh sáng hỗn hợp thì biết rồi.
mình vừa dùng ánh sáng phía sau, dùng vừa ánh sáng phía trước, vừa dùng ánh sáng tổng thể, vừa dùng ánh sáng dạng là bên trái bên phải kết hợp với nhau. Đấy, thì nó sẽ phong phú hơn. Rồi, có một cái thuật ngữ nữa, đây là ánh sáng low key. Đấy, low key, low key tức là ánh sáng gì ạ? Ánh sáng tối và tương phản cao. Để tạo ra cái bức ảnh bí ẩn và kịch tính. Đấy. Thì khi mà chúng ta muốn mô tả những cái thứ liên quan đến ghê rợn, rùng rợn, rồi là kinh dị, rồi là bí ẩn ấy, thì chúng ta để ánh sáng là low key. Được chưa ạ? Thì ngược với cả low key thì sẽ là high key. Đấy, được không ạ? High key thì ánh sáng là sao ạ? Ánh sáng mạnh hơn, nhiều hơn, ít tương phản hơn, bức ảnh nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Ok không ạ? Đấy, thì cái này thì nó không có bí mật gì cả. Nó rất là gì ạ? Rất là đều. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là góc ánh sáng góc rọi. Đấy, và sử dụng cái đèn gì ạ? Đèn huỳnh quang. Thế đặt nguồn sáng ở góc rọi để tạo ra bức ảnh có độ sáng độc đáo và khác biệt. Đó. Rồi, tiếp theo là ánh sáng đường viền, Coton Light. Đây là một ánh sáng rất thú vị anh chị em ạ. Dùng Coton Light thì nó sẽ thứ nhất làm viền bên ngoài, nhưng không chỉ viền bên ngoài, nó làm viền cả bên trong vật thể luôn. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Nó làm viền cả bên trong vật thể luôn, làm cả vật thể tạo thành một cái viền sáng rất là đẹp. Đó, thì gọi là Coton Light nhá. Rồi, tiếp theo nữa là ánh sáng khe, Slit Light. Ánh sáng khe này gì ạ? Nó tạo ra ánh sáng từ những cái khe, đúng không ạ? Từ các cái khe như này. Đó. Và nó tạo ra cái hiệu ứng ánh sáng cũng rất thú vị. Đặc biệt là những cái ánh sáng slit light này là tạo ra trong cái nội thất nha. Trong nội thất thì thường đó, mình giấu đèn led ở trong các cái khe, đúng không ạ? Trong các cái hộng. Đấy, trong các cái rãnh, được chưa ạ? Hoặc là ở trong các cái phim giả tưởng, phim ngoài hành tinh, những cái tàu vũ trụ. Đấy, thì sử dụng cái ánh sáng khe này rất là nhiều. Đấy, và nếu mà mình muốn đưa nó vào trong bức ảnh của mình thì mình gọi tên nó ra slit lighting. Đấy ạ. Tiếp theo là ánh sáng pha trộn, mix light. Thì mix light thì như lúc nãy nó có một cái mix nữa, đó là gì ạ? Là tổng hợp, kết hợp nhá. Rồi, ánh sáng strip light để tạo ra những cái dải sáng. Ánh sáng strip light là tạo những cái dải sáng. Nó không giống như cái slit light là cái khe, là nó diện nó rất là hẹp thôi. Nhưng ở đây là những cái dải sáng nó rộng hơn, nó lớn hơn và nó sáng hơn. Được chưa ạ? Đấy, và nó tạo ra cái hiệu ứng mạnh hơn nhá. Nhưng phần lớn những cái ánh sáng dải này ấy, thì nó sẽ được tạo ra bởi đèn huỳnh quang, đèn led và đèn neon. Đấy, được chưa ạ? Và một số hiệu ứng đèn ánh sáng giải này chúng ta có thể dùng mặt trời khi mà chiếu qua các cái khe. Đó, nghe không ạ? Rồi, ánh sáng này cũng là một trong ánh sáng sử dụng rất nhiều này. Đó là poker light, tận dụng độ sâu trường ảnh để tạo ra hiệu ứng poker với những cái điểm sáng mờ rất là đẹp mắt ở phía sau. Chủ thể sẽ được nổi lên và phía sau nó sẽ tạo ra những cái poker, là những cái điểm sáng bị mờ, bị nhòe. Đó, thì khi mà dùng cái máy ảnh ấy, thì mình để cái tiêu cự của mình thấp xuống. Đó, tiêu cự càng thấp thì cái độ nhòe phía sau nó càng lớn. Đó, và chỉ có nét cái chủ thể thôi, còn tất cả những cái thứ khác nó không bắt nét, nó sẽ bị mờ. Và mờ đến một lúc nào đó mà nó tạo ra những cái hình tròn, tạo ra những cái hình sáng tròn như này thì nó rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Đúng chưa ạ? Và ở trong Midjourney chúng ta muốn tạo ra cái hình ảnh mà có những cái ánh sáng mờ, những cái điểm sáng mờ ở phía sau cái chủ thể thì chúng ta đưa vào cái từ khóa là bokeh light. Được chưa? Bokeh light. Rồi, tiếp theo nữa ánh sáng đèn neon. Đấy. Ánh sáng đèn neon thì chúng ta biết rồi, nó hơi hướng những cái quán bar, những quán dancing, rồi là những cái chỗ mà hiện đại, rồi là tương lai. Đấy ạ, thường sử dụng cái đèn neon rất là nhiều. Đấy, tạo ra những cái màu sắc huyền ảo vô cùng là kỳ bí, hấp dẫn, quyến rũ. Rồi, đây là cái đèn ánh sáng đèn pha ô tô. Đấy, sử dụng đèn pha ô tô. Đấy, để mà gì ạ? Tạo ra bức ảnh độc đáo, kịch tính. Đó. Thì khi mà những cái người mẫu ấy, họ đứng trước cái ô tô ấy, đấy, và họ tạo ra những cái góc và tạo ra những cái ánh sáng rất là thú vị.
đấy ạ. Và người mẫu có thể đứng đứng trước để nhìn thấy cái đèn pha, hoặc là gì ạ, đứng lệch ra đấy, để che đi cái đèn pha. Và khi mà che đi đèn pha thì nó giống như cái đèn, giống như là cái ánh sáng là backlight ấy, tức là chiếu từ phía sau ấy. Đó. Rồi, tuy nhiên thì đèn pha nó lại có một cái thú vị riêng của nó. Rồi, ánh sáng đèn cây. Đấy. Thì đây là gì ạ? Là giống như là mình ở trong một căn phòng ấy, thì có mỗi một cái đèn cây này thôi, thì nó sẽ sao ạ? Nó sẽ mang tính chất huyền bí, kỳ dị. Không biết là phía sau còn quái vật là không, có một bàn tay từ bóng tối đưa ra phía trước. Đấy, nó rất là gì ạ? Nó rất là huyền bí đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là ánh sáng chiếu bóng, tạo ra hiệu ứng bóng dâm và tương phản bằng cách sử dụng đèn chiếu bóng. Đấy, thì cái này nó giống như là cái hiệu ứng ánh sáng ở trong studio, và khi mà mình chiếu ánh sáng từ một góc, từ một bên, và nó làm cho cái vật thể của mình là gì ạ? Đổ một cái bóng dài ở phía trước hoặc phía sau, đấy nhá. Đấy, nó ánh sáng đổ bóng. Rồi, tiếp theo nữa là ánh sáng đèn chiếu tường. Đấy, đèn tường. Tức là gì ạ? Ngoài cái ánh sáng đèn cây ra thì ánh sáng mà đèn tường, đèn đặt trên tường nó cũng tạo ra cái hiệu ứng rất là thú vị, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa ánh sáng đèn dây. À, cái này cũng rất là hay này. Khi mà chụp ảnh, chúng ta có cái đưa vào cái ánh sáng đèn dây này, nó tạo ra cái hiệu ứng chụp ảnh nó rất là lãng mạn, rất là chill, rất là quyến rũ, cuốn hút, độc đáo, đúng không ạ? Ok không ạ? Rồi, tiếp theo nữa ánh sáng đèn pin. Chúng ta có thể sử dụng đèn pin để chiếu sáng vào trong vật thể, hoặc là chiếu sáng phía sau vật thể, hoặc là chiếu sáng phía trước vật thể. Đấy, hoặc là sử dụng đèn pin để chúng ta chiếu, ví dụ như đèn pin mà chúng ta chiếu ngược từ dưới lên chẳng hạn, chúng ta sẽ tạo ra một khuôn mặt rất đáng sợ, đúng không ạ? Giống như cái đèn flash mà chúng ta chiếu từ dưới lên ấy, thì nó sẽ tạo ra khuôn mặt nó hơi huyền bí, hơi kỳ dị một chút chút. Đấy. Rồi, một số ánh sáng điểm. Đấy, tập trung vào một khu vực nhất định của đối tượng thôi, thì mình giống như là cái spotlight ấy, là mình chiếu rọi vào đúng một cái điểm nào đó của vật thể thôi. Dạ, ánh sáng đèn lồng hay là đèn dạ, đèn cây, đèn sách tay, hay là đèn dạ, gọi là đèn, cái đèn sách tay nó gọi là đèn gì nhỉ? Không phải đèn lồng mà nó đèn đèn dầu. Đấy, nó kiểu ánh sáng đèn dầu. Đấy, thì mình sách cái đèn này đi, nó cũng tạo ra cái hiệu ứng riêng. Ok không ạ? Đấy, rất thú vị. Rồi, tiếp theo là ánh sáng lửa trại. Đấy, ngồi bên cạnh cái lửa trại, nó cũng tạo ra cái ánh sáng vàng rất là độc đáo nhá. Ok không ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo là ánh sáng của gì ạ? Bầu trời đêm. Ánh sáng của gì ạ? Của những vì sao. Lúc nãy Huy có chia sẻ với anh chị em đúng không ạ? Chụp ảnh bằng ánh sáng của những vì sao. Anh chị em thấy không ạ? Sẽ rất là thú vị khi mà chúng ta thử chụp ảnh với ánh sáng của bầu trời đêm. Tất nhiên, để mà chủ thể chúng ta nổi bật, bởi vì ánh sáng của bầu trời đêm ấy, thì nó rất là tối và nó ở xa. Nếu mà chúng ta không đưa thêm các cái nguồn sáng khác vào ấy, thì chủ thể của chúng ta rất là tối. Giống như chúng ta chụp ngược sáng với cả mặt trời á, đấy ạ, thì chúng ta sẽ rất tối, cho nên chúng ta vẫn đưa vào thêm một cái nguồn sáng cho chủ thể của mình. Và từ đó thì sao ạ? Nó sẽ tạo ra được một cái chủ thể sáng nhưng vẫn nhìn được ánh sáng của gì ạ? Của bầu trời, rất là đẹp luôn. Và đây là một trong những cái kỹ thuật chụp ảnh không hề dễ anh chị em nhé. Khó, không dễ. Rồi, có một cái kiểu ánh sáng nữa, đấy là ánh sáng kiểu phim noir. Ánh sáng phim noir đây là gì ạ? Trong một cái phong cách điện ảnh. Đấy, nó có một phong cách điện ảnh riêng, được nhỉ? Với ánh sáng có độ tương phản cao với bóng tối và khói. Đó, tức là gì ạ? Nó chủ yếu là tối và thêm các cái đèn chiếu sáng, và đặc biệt nó là đen trắng nhá, nó là đen trắng. Rồi, tiếp theo là ánh sáng mô hình 3 điểm, three-point lighting. Kỹ thuật chiếu sáng phổ biến trong nhiếp ảnh và điện ảnh, bao gồm ánh sáng chính ở giữa, lấp đầy, được chưa ạ? Và ánh sáng đường viền hai bên, ở phía sau, được chưa ạ? Đây là 3 điểm. Còn thêm nữa, đây là ánh sáng 4 điểm. Tức là gì ạ? Một ánh sáng tổng thể phía trước, được chưa ạ? Thêm ánh sáng bên trái, bên phải và phía sau. Tăng thêm cái độ nét và gì ạ? Độ tương phản, và thêm cả gì ạ?
thêm cả độ bóng nữa. Đó, ánh sáng 4 điểm. Rồi, ánh sáng phản chiếu. Đây, ánh sáng phản chiếu là Pons Line này. Đây là phản chiếu bề mặt để tán ra ánh sáng để tạo ánh sáng mềm mại và tự nhiên hơn. Được chưa ạ? Dùng một vật thể để mà gì ạ? Phản xạ ánh sáng vào trong cái đối tượng thì gọi là Pons Line. Còn ánh sáng reflecting, reflect ấy, tức là phản xạ. Ánh sáng reflect ấy, thì nó là gì ạ? Là phản xạ là gì ạ? Là người mình ấy, giống như là mình đứng trên mặt gương ấy, mặt nước ấy, thì nhìn thấy người mình trong gương hoặc người mình trong mặt nước thì đấy là reflect. Hiểu không ạ? Rồi, ánh sáng kiểu Dietrich. Đấy, thì cái kiểu ánh sáng này ấy, nó là kiểu ánh sáng mà tạo ra cái hình cánh bướm dưới mũi đối tượng và thường dùng trong chân dung. Kiểu ánh sáng này được đặt tên cho hiệu ứng ánh sáng tạo ra hình bóng đổ như cánh bướm nằm bên dưới mũi của đối tượng, được hình thành khi mà cái cô người mẫu này, cái cô Mandy Dietrich này, cô ấy chụp ảnh này. Đấy, và nó tạo ra được cái hiệu ứng đó, và cái hiệu ứng đó thì ngày nay được sử dụng rất là nhiều. Nó thường sử dụng cho các cái bức ảnh mang tính chất phong cách quyến rũ và tạo ra bóng tối dưới má và cằm. Đó, tức là gì ạ? Đó, cái nguồn sáng nó hơi đặt trích lên cao một chút. Đấy ạ, ở dưới mũi này và dưới cằm này nó sẽ có một phần tối. Đấy ạ, cho nên nó hơi có tính chất là ngước lên trên một chút. Đấy ạ, và nó tạo ra sự quyến rũ. Đúng không ạ? Đấy, và chụp các đối tượng mà người lớn tuổi này. Đấy, các nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ ít thấy rõ hơn so với cả kiểu chiếu sáng ở bên cạnh. Chiếu sáng ở bên cạnh ấy, thì nó sẽ nhìn rõ các nếp nhăn. Đấy, tuy nhiên khi mà chiếu sáng từ trên xuống ấy, thì có thể nó sẽ làm mờ đi các nếp nhăn. Đó, thì nó gọi là butterfly lighting. Đúng không? Còn mấy cái con bướm ở phía sau này không phải đâu nhá anh chị em. Mấy con bướm phía sau này Midjourney nó đưa thêm vào đấy. Đấy, còn cái phong cách chụp ảnh mà butterfly lighting hoặc là chúng ta đưa cái tên cô này vào thì nó sẽ ra được cái phong cách đấy. Rồi, tiếp theo là ánh sáng kiểu loop lighting. Đấy, là ánh sáng này tạo ra bóng đổ từ cái vòng cung nhỏ từ mũi đối tượng. Đấy, thường dùng trong chân dung. Từ loop trong thuật ngữ là loop lighting thì chưa có cái dịch nghĩa nào chuẩn xác hơn, nhưng mà nó tạm dịch là kiểu chiếu sáng hình khuyên được tạo ra khi có một chút bóng nhỏ hình khuyên của cánh mũi nhân vật đổ trên má của bên kia so với nguồn sáng để tạo ra một cái hiệu ứng chiếu sáng hình khuyên. Nguồn sáng phải cao hơn tầm mắt khoảng 30 đến 45 độ từ máy ảnh, tùy thuộc vào đối tượng chụp mà bạn tìm cách đọc được cái khuôn mặt của nhân vật. Như vậy là gì ạ? Cái ánh sáng nó sẽ ở bên cạnh nhưng mà nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ở bên trái bên phải, được chưa ạ? Cao hơn tầm mắt khoảng 30 đến 45 độ. Được chưa ạ? Đấy. Rồi. Tiếp theo nữa là ánh sáng chùm spotlight. Thì như vừa rồi chúng ta cũng biết rồi, tập trung vào một cái điểm nào đó nhất định của nhân vật, spotlight. Rồi, ánh sáng kiểu đèn Fresnel. Đấy, đèn sử dụng đèn Fresnel để tạo ra hiệu ứng ánh sáng có độ rộng và độ hẹp của chùm sáng. Tức là gì ạ? Là chúng ta thấy có những cái tia sáng này. Cái đèn Fresnel này ấy, là cái đèn mà tạo ra cái tia sáng, và trên cái đèn ấy nó sẽ có những cái chỗ để nó chắn sáng để tạo ra những cái tia sáng. Nó không phải là ánh sáng đều mà nó sẽ tạo ra những cái ánh sáng nó có độ hẹp, độ rộng, độ hẹp khác nhau, nhưng mà nó sẽ tạo ra các tia. Đó. Đấy, nó khá là thú vị. Rồi, ánh sáng kiểu kicker. Ánh sáng kiểu kicker là đặt nguồn sáng ở góc sau đối tượng để tạo hiệu ứng viền sáng. Nó giống như là ánh sáng backlight ấy, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ có cả cái ánh sáng nó chiếu xuống chân này. Nó không chỉ là gì ạ? Nó không chỉ là phía sau vật thể mà nó còn chiếu xuống chân này. Anh chị em ạ, nó chiếu cả cái vật, cả người luôn. Đó, tức là nó sẽ rộng hơn. Nó không phải là một điểm ở trên mặt mà nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ cả người luôn. Rồi, ánh sáng kiểu motivate. Đấy, ánh sáng kiểu tự nhiên dựa trên nguồn sáng tồn tại trong cảnh vật. Tức là gì ạ? Là mình sẽ sử dụng những cái nguồn sáng tự nhiên kết hợp với cả nguồn sáng nhân tạo. Đó. Rồi, ánh sáng kiểu đèn HMI. Đấy, sử dụng đèn HMI là Hydra Zoom Medium Arc Length
Lodiate tạo ra ánh sáng mạnh mẽ và gần giống như ánh sáng tự nhiên. Cái đèn này là đèn công suất rất là lớn, nó giống như đèn pha ấy. Đó, nó tạo ra cái ánh sáng nó giống như là ánh sáng mặt trời với cái độ sáng cao và cái nhiệt độ màu cũng cao, khoảng độ 6000K. Rồi, ánh sáng kiểu kino flow, sử dụng đèn kino flow, nó các loại đèn khác nhau anh ạ, nó rất nhiều loại đèn khác nhau thì nó tạo ra ánh sáng mềm mại liên tục và thường được sử dụng trong quay phim và chụp ảnh chân dung. Thì đây là những cái mà là nâng cao hơn, hoặc là kiểu chiếu sáng là Cuco Norit thì tạo ra những cái lỗ đục ở trên tấm vật liệu, nó tạo ra hiệu ứng ánh sáng bóng râm rất phức tạp. Thì tức là gì ạ, là mình sẽ tạo ra, mình đục hoặc một loạt những cái lỗ ở trên cái bìa, xong rồi mình chiếu sáng xuyên qua cái bìa đó thì nó sẽ tạo ra những cái vệt sáng đấy, thì nó chiếu sáng lên vật thể, hoặc là cái kiểu như là chiếu sáng qua một cái khung cửa chẳng hạn, thì nó cũng là kiểu như vậy. Rồi, có một kiểu nữa đấy là ánh sáng cửa, thì thường ấy là người mẫu ấy, nó đứng bên cạnh cái cửa ấy, thì cái ánh sáng nó sẽ phản xạ từ cái cửa nó hắt vào, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng rất là độc đáo. Rồi, kiểu ánh sáng led ẩn, led nhưng mà nó được ẩn ở bên trong đấy, thì cũng là một cái kiểu rất là hay. Rồi, kiểu ánh sáng là gobo lighting thì nó sẽ tạo ra những cái ánh sáng hình tia hiệu ứng đặc biệt, tạo lên nền. Cái mẫu này nó chưa chuẩn lắm đâu. Rồi, đây cái ánh sáng gobo lighting nó giống như này này, đây mới là đúng này, đấy ạ. Nó sẽ tạo ra những cái hoa văn nó giống như là cái pattern lighting ban đầu ấy, nhưng mà cái gobo lighting này ấy, thì nó tạo ra cái hiệu ứng phức tạp hơn. Và thường ấy là những cái đèn chiếu ấy, những cái đèn chiếu nó đã có sẵn cái hoa văn ở phía trước cái đèn rồi, khi mà chiếu ra một phát là nó sẽ gì ạ, nó sẽ tạo ra cái hoa văn luôn, được chưa ạ? Đó, rồi ánh sáng kiểu soft box, tức là kiểu hộp mềm, thì cái này là dùng trong chụp sản phẩm. Chụp sản phẩm là gì ạ, là ánh sáng ở trong cái hộp và mình nó rất là đều, nó rất là xung quanh. Đó, và mình đặt cái vật thể ở bên trong cái hộp đấy, nó gọi là hộp hộp chụp sản phẩm ấy nhá. Rồi ngoài ra thì một số cái ánh sáng khác, nghĩa là đèn beauty disc, tức là đèn vàng để chiếu tạo ra cái ánh sáng đẹp và tập trung và tương phản đấy ạ. Cái này thì dùng trong chụp ảnh thời trang nhiều, nó vừa mềm mại, nó vừa tạo ra hình khối nhưng mà nó dạng nó cũng vừa mềm. Đó. Rồi, ánh sáng kiểu đèn parabol thì nó có những cái đèn parabol để điều chỉnh hướng sáng và nó tạo ra những cái ánh sáng khác nhau. Rồi, ánh sáng ring. Đấy. Rồi, ánh sáng light painting, tức là gì ạ? Là mình chiếu sáng bằng gì ạ? Bằng sử dụng ánh sáng để tạo ra hình vẽ. Sử dụng ánh sáng để tạo ra hình vẽ. Nhìn nhá. Đấy. À, đặc biệt những cái ánh sáng tạo ra hình vẽ thì chúng ta thường ấy là với những cái máy ảnh mà có cái độ phơi sáng lâu, có thể phơi sáng đến vài phút thậm chí đến vài giờ, thì anh chị em thấy có những cái live painting, ví dụ như là chụp ảnh đường phố chẳng hạn, những cái ô tô đi ấy, thì nó tạo ra cái vệt, đúng không ạ? Mình để máy ảnh gọi là phơi sáng trong thời gian dài ấy, thì những cái ô tô, cái đèn ô tô nó tạo ra cái vệt đấy ạ, những cái vệt rất là dài, thì đấy nó gọi là gì ạ, light painting đó. Thì cái đấy là cái mà Huy vừa mới show cho anh chị em về những cái kỹ thuật chụp với ánh sáng khác nhau, và cái này là Huy đưa vào trong Midjourney để Huy thử nghiệm nhé. Chứ còn nếu như mà vẫn là light painting đó, anh chị em search trên Google thì nó sẽ ra những cái ánh sáng như này, thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Nếu mà chúng ta search Google thì chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu hơn về các cái nguồn ánh sáng này. Tuy nhiên là Huy muốn là sử dụng mà Midjourney để nó ấy, ví dụ như là ánh sáng light painting. Đây. Anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Đấy. Người ta sử dụng gì ạ? Sử dụng ánh sáng để làm gì ạ? Để vẽ tranh. Sử dụng ánh sáng để vẽ tranh như này. Đấy. Đấy. Sử dụng ánh sáng để vẽ tranh như này. Được chưa ạ? Đó. Anh em thấy không ạ?
Đây là sử dụng ánh sáng để vẽ nhé. Đó. Được không ạ? Đấy, sử dụng ánh sáng để vẽ này. Ok. Đấy. Đấy, độ phơi sáng ấy, phải rất là nhiều thì mới tạo ra những cái hình ảnh như này. Chúng ta thử xem một cái video nhé. Nếu mà chú Thủy chú mở cái đi Lý Sơn thì anh cứ đăng ký nhá. Live painting. Rồi. Đấy. Chơi với ánh sáng. Được xem thấy không ạ? What's up, guys? My name's Tony, and tonight we're gonna be doing some light painting. Add interesting new effects to things already in the picture. After you finish drawing with your light source, the shutter of the camera is closed and the picture is complete. This is a fun thing to do by yourself or with friends. Yeah. What will I need to light paint? To do light painting, you need a couple of things. First. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Today I'm going to be doing light paintings of four majestic animals. In a relatively low light environment, đấy, I find này, the 100 to 800 range to be a good setting for starting out. But play around depending on the ambient light in your environment. For different lighting conditions, you'll need to adjust your ISO settings accordingly. If you'd like to see stars in the background of your images, you'll have to use a very dim light. If we can do our light design in less than 30 seconds, nhưng mà phải có we're chân going đế. To want to manually change the exposure settings. Do a practice run drawing design here. See how many seconds it takes. Đấy. Then try to match the shutter speed to that number. Gần như là mình quay một cái đoạn video ấy, xong rồi mình ghép tất cả cái video đấy vào làm một. So that your phone doesn't move when beginning the capture. Now we recreate the sketch that we practiced. Đấy, bắt đầu là mình cứ di chuyển cái ánh sáng thôi, nó bắt hết tất cả cái ánh sáng đấy. Practice the movements in the air first. Remember to direct your light towards the lens and use your body as a reference for size in relation to the framing. And now here's đấy. The four light pans. Anh xem được không ạ? Each representing a different elemental spirit animal. Đó. Light painting isn't hard. It just requires creativity and. Đây là một cái cách chụp ảnh khá là khó với trong nhiếp ảnh thì cũng là khá là khó, không hề đơn giản, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà với Midjourney thì sao ạ? Chúng ta có thể tạo trong vài nốt nhạc, đúng không ạ? Đấy. Mình thử tạo một cái trong Midjourney về live painting nữa nha. Rồi. Mình thử viết một cái là gì ạ? Live painting đi. Đấy. Live painting. Đấy. Đấy. Cat đi. A cat. Đấy. Chỉ đơn giản là live painting a cat, thử xem đó, nó có thể vẽ ra cho mình không. Sau đó là mình không ưng ý, bắt đầu mình thêm vào, ví dụ như là colorful này, ví dụ như là background hoặc là cái gì đó, được chưa? Bình thường để mà chụp một cái bức ảnh như này ấy, là sẽ mất rất nhiều thời gian, tốn kém thời gian, công sức, rồi chỉnh sửa rất nhiều thứ. À, mình phải là a cat. Đấy. Line painting style. Đấy. Ở đây ấy,
là nó cho một con mèo và nó có những cái gì ạ, có những cái live painting ở bên cạnh con mèo đấy, tức là con mèo là chủ thể và những cái hình vẽ ở bên cạnh là vẽ bằng ánh sáng. Đây, những tất cả những cái này này, những cái sợi dây này này là sợi dây được vẽ bằng gì ạ, bằng ánh sáng, được chưa ạ? Đấy, thì nó cũng hiểu là con mèo với cả ấy, nhưng mà ví dụ mình muốn là con mèo được vẽ bằng cái gì ạ, cái ánh sáng cơ. Đấy, thì xem nó có hiểu không. Đây, nó vẽ có vẻ đẹp hơn rồi này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Cái câu lệnh của mình rất đơn giản. Đấy, nó đã bắt đầu nó hiểu rõ hơn rồi. Thấy chưa? Đấy. Đó, thì chúng ta có thể là gì ạ? Ghi live painting. Đó. A cat. Draw a cat. Draw. Draw by line painting style. Đó. Con mèo được vẽ bởi cái phong cách line painting. Đó, xem nó sẽ ra không. Thì bình thường ấy, để mà mình chụp những bức ảnh như này ấy, ôi dồi ôi thì thôi rồi, vất vả. Đau đầu, vất vả, mệt mỏi vô cùng. Nhưng bây giờ làm sao ạ? Đây, mình có con mèo đây, xong rồi mình vẽ lung tung đây. Đúng chưa? Đấy, còn tiếp theo mình bắt đầu mình nâng cấp lên, mình bắt đầu mình vẽ thêm những cái đoạn khác mà bằng gì ạ? Bằng ánh sáng. Vẽ bằng ánh sáng ấy nhỉ. Đấy. Thì nó sẽ có cái đoạn thú vị riêng của nó. Đấy. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Đấy, đã ra được cái con mèo mà vẽ bằng ánh sáng này. Đấy. Đấy, anh chị em thấy chưa? Con mèo được vẽ hoàn toàn bằng ánh sáng đây này, thấy chưa? Đấy, nó vẽ ngoài ngoạc giống như mình ấy. Mình vẽ mình cũng sẽ vẽ ngoài ngoạc như này thôi, không thể nào mà sắc nét được đâu. Được chưa? Đấy. Con mèo này thì là vẫn là bình thường. Đây, con mèo này cũng được gọi là viền bằng ánh sáng. Đấy, con này thì cũng là viền ánh sáng, nhưng mà cũng bắt đầu vẽ bằng ánh sáng rồi. Đấy, con này thì vẽ hoàn toàn bằng ánh sáng này. Con mèo được vẽ hoàn toàn bằng ánh sáng. Để mà anh chị em mà vẽ được như này nhá, mà sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp nhá, hoặc là điện thoại nhá, thì ôi thôi rồi ấy, là xác định phải mất cả ngày, cả đêm. Bởi vì sao? Cái này là mình phải chụp lúc đêm hoặc là chụp trong nhà tối. Thì để mà vẽ từng cái này, bởi vì là sao, mình vẽ ở không gian là mình đại diện, mình lại không nhìn thấy nó, được chưa? Cho nên là gì ạ, là rất khó luôn. Nhưng mà với Miss Johnny thì sao ạ, là full mode. Bao nhiêu anh chị em thấy kinh không ạ?